Rồi, hôm nay thầy trò chúng ta sẽ sang chủ đề mới, hoàn toàn mới, có tên gọi là xác định góc giữa đường thẳng với mặt phẳng. Thì chủ đề này tại sao chúng ta cần phải học? Thực tế là cái chủ đề này nó nằm trong cái bài toán chính là đường góc với mặt nha các bạn nhé. Nhưng mà vì thi rất là nhiều cho thầy sẽ tách riêng một cái chủ đề riêng. Đấy, thì chúng ta học cách xác định góc giữa hai đường thẳng rồi đúng không? Thì hôm nay chúng ta chỉ làm việc và đi xác định và tính toán liên quan đến góc giữa đường thẳng với mặt phẳng. Thế bây giờ cái bài ngày hôm nay thì thầy sẽ hướng dẫn từ A đến Z, tức là cả bước trình bày tự luận bản chất đến phương pháp giải nhanh. Đấy, kỹ thuật tính toán, kỹ thuật dựng hình và chứng minh như thế nào làm nhanh nhất, chuẩn nhất cho các em. Nào bây giờ chúng ta sẽ ghi cho thầy chủ đề ngày hôm nay. Chủ đề xác định. Bạn nhìn này, mình sẽ đi từ tổng quát chứ nhá, là như này. Nếu thầy có mặt phẳng P bất kỳ và một đường thẳng D bất kỳ, để xác định được góc giữa đường thẳng D và mặt phẳng P thì đầu tiên là tất cả những bài toán xác định được góc là đường thẳng D của chúng ta chắc chắn sẽ cắt mặt phẳng P. Đấy, cho bước đầu tiên này các bạn sẽ tìm được giao điểm của đường thẳng D và mặt phẳng P, thầy gọi là Y. Được chưa? Đó, góc giữa D và P này là bằng alpha. Thì bước 1 xác định giao điểm như này. Đó. Bước thứ hai là từ một điểm bất kỳ nằm trên đường thẳng D, thầy giả sử gọi là A và gọi là S đi. Đấy. Bước 2, chọn một điểm bất kỳ. Thuộc đường thẳng D, chúng ta gọi là điểm K, là điểm S. Đó. Và từ S thầy kẻ vuông góc đến mặt đáy, không phải mặt đáy mà là mặt phẳng P tại H nhé. Đấy, chúng ta kẻ được đường SH vuông góc mặt phẳng P. Được chưa? Thì các bạn nhớ là khi bạn dựng được hình như thế này rồi thì chúng ta sẽ kết luận được điều gì? Chúng ta sẽ kết luận được cái đường IH này này là hình chiếu vuông góc của đường SI lên mặt phẳng P. Các em nhớ cho thầy là Y của chúng ta vừa nằm trên đường thẳng D, vừa nằm trên mặt phẳng P. Vậy Y sẽ là hình chiếu vuông góc của chính nó. Còn điểm S của chúng ta chiếu vuông góc số mặt phẳng P là H. Được chưa? Vậy hình chiếu của đường thẳng D, tức là đường SI tương ứng lên mặt phẳng P sẽ là Y gì? YH. Đấy, chúng ta sẽ suy ra được là YH là hình chiếu vuông góc của D trên P. Vậy thì đúng theo lý thuyết nhá, để xác định được góc giữa đường thẳng D với mặt phẳng P, chúng ta chỉ cần xác định góc giữa đường thẳng D với hình chiếu của nó trên mặt phẳng P, tức là góc giữa SI và IH. Đó. Suy ra góc alpha cần xác định sẽ trở thành góc giữa SI và IH. Và rõ ràng nhìn trên hình rồi, chúng ta sẽ góc SIH. Đấy. Thì các bạn để ý cho thầy ra bản chất tự luận, các em phải trình bày được rõ ràng ý như thế này và chúng ta sẽ xác định là góc. Thế thì còn lấy mình vào cái này không? Ok. Nào bây giờ chúng ta sang phần bài tập nhá. Các em nhìn này, xong phần bài tập thì nhớ thầy cái phương pháp tổng quát này. Phương pháp này làm cực kỳ nhanh và tối ưu với cả cái việc là nếu mà em hay bị xác định sai, nghĩa là mình hay bị nhầm lẫn ý, thì nên nhớ cái phương pháp này. Phương pháp xác định góc mẹo giải nhanh nhá. Đúng 10 giây các em sẽ đọc thật là chuẩn được. Đấy, đầu tiên để xác định góc giữa đường D với mặt P thì các bạn chỉ cần nhớ về công thức là đỉnh, giao điểm và chân vuông góc. Đấy, công thức nằm học thuộc ở đây: đỉnh, giao điểm, chân vuông góc. Được chưa? Thì nếu các em học được cái công thức này thôi là em làm 10 giây là xong bài, không cần phải gọi là nhầm cái gì nhiều mà lúc nào cũng chính xác. Bơ thầy sẽ ví dụ nhá. Đấy, một cái tam giác đấy là tam giác đều, đường cao SA thấy chưa? Đấy, đấy là tam giác đều nhá.
Bơ yêu cầu là gì? Xác định góc giữa đường SB với mặt đáy. Đó. Thế bây giờ chúng ta sẽ tư duy theo phương pháp giải nhanh luôn. Bây giờ để xác định giữa SB với cả mặt đáy đúng không? Thì các em nhìn này. Bước 1, dùng công thức đỉnh giao điểm chân vuông góc. Thì các em nói thầy đường SB này với mặt đáy giao điểm là gì các em? B đúng không? SB cặp với mặt đáy là B. Hoặc có một cái mẹo là các em nhìn một cái điểm chung ấy. Đó. Và giao điểm liền ở giữa. Được chưa? Thì anh còn lại sẽ đóng vai trò là đỉnh nhá. Đấy, có hai cái điểm thì một anh là giao điểm rồi thì anh còn lại là đỉnh luôn. Tức là đỉnh chúng ta sẽ điền là gì? S. Được chưa? Chân vuông góc trong công thức này chính là chân vuông góc từ đỉnh kể đến mặt mà chúng ta muốn xác định góc. Được chưa các bạn? Thế đề bài trên cho S ra vuông góc mặt đáy chưa? Tức là từ S tôi kể số mặt đáy vuông góc tại đâu đây? À, đấy. Đúng 10 giây không? Góc là SBA. Xong bài. Ok chưa các em? Thế nhưng mà nếu mà mình đi thi đúng không? Cô mà ở trên lớp hỏi và bảo là kiểm tra 15 phút chẳng hạn. Các bạn trẻ nhé, các bạn biết phía bộ dòng này. Cô cho không điểm luôn. Đây là mình hiểu, là mình hiểu ngầm với nhau để mình làm trắc nghiệm nhá. Còn khi mình đã diễn giải ra mình biết theo lý thuyết. Đã bơ thầy sẽ diễn giải là như này. Bản thân muốn xác định góc giữa SB với mặt ABC là chúng ta sẽ tìm hình chiếu vuông góc của SB lên mặt đáy. Được chưa? B vừa nằm trên SB, vừa nằm trong mặt đáy rồi. Vậy hình chiếu của B là chính gì? Chính nó. Được chưa? Thế còn điểm S chiếu vuông góc đến mặt đáy là gì đấy? A. Được chưa? Vậy thì SB của tôi tương ứng dưới mặt đáy là A với gì? AB chiếu góc xuống. Vậy thì góc giữa SB với cả mặt đáy chính là SB với AB chưa? Thì là góc SBA. Đấy, thì mình trình bày ra mình chỉ cần nói là gì? Ta có AB là hình chiếu vuông góc của SB trên mặt đáy ABC. Đấy. Vậy suy ra là góc giữa SB với mặt ABC sẽ trở thành góc giữa SB và AB. Tức là góc này là góc SBA. Đấy, các em đã hiểu cách chứng minh chưa? Đấy, còn nếu mà cô mà yêu cầu mình viết rõ hơn thì em có thể nói là gì? Em cho cô vì B nằm trên mặt đáy cho nên B là hình chiếu của chính nó. Còn S, chúng ta có SA với mặt đáy cho nên là hình chiếu góc của S lên mặt đáy là A. Từ đấy suy ra AB là hình chiếu góc của SB lên mặt đáy. Đấy, mình biết rõ ra là cô sẽ cho 10 điểm luôn. Được chưa? Đấy là mẹo và làm bản chất nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm vài ví dụ nữa để các em quen với việc xác định góc bất kỳ như thế này. Đấy, sau đấy thầy sẽ đi vào phần bài tập chính của bài ngày hôm nay là chúng ta phải kết hợp thêm với việc tính toán. Nhưng các em nhớ là để tính được góc thì mình phải xác định chuẩn. Đấy, cho nên bước xác định nó rất quan trọng là trung điểm của BC. Đấy. M là trung điểm của BC. Vậy các em xác định góc giữa đường SM với mặt đáy xem nào. Nào. Đấy, các bạn nhìn thấy đường SM chưa? Đấy, 10 giây trả lời cho thầy xem là góc nào đi ạ? Ở SMA đúng không? Đấy, 10 giây chưa? Nhìn rất là đơn giản luôn. Giao điểm của SM với mặt đáy là gì? M. Được chưa? Chân đáy thì mình điền vào giữa đi. Điểm còn lại là S sẽ đóng vai trò là gì đây? Đỉnh. Được chưa? Thì chúng ta có là gì? S. Ok không các em? Và chân vuông góc là gì? Là từ S tôi kể vuông góc xuống mặt đáy. Là điểm nào các bạn? Là A. Vậy góc là S, M, A. Cả lớp hiểu bài này chưa? Xong nhá. Sang ví dụ tiếp theo nhá. Nào ví dụ tiếp theo nhá. Các bạn nhìn này. Rồi. Thầy cho một hình lăng trụ tam giác. Được chưa? A phẩy, B phẩy, C phẩy, A, B, C. Cho đường cao là CC phẩy. Được không? Bây giờ xác định cho thầy góc giữa AB phẩy với mặt đáy. Nào, lại 10 giây. Bước 1 là gì ạ? Giao điểm. Đấy, giao điểm của đường AB phẩy với mặt đáy là đường nào?
Thường nhá, thường đã nói đến đáy là chúng ta sẽ để, mặc dù bài này có hai đáy đúng không, để trên và đáy dưới, nhưng mà thường để dễ nhìn theo chiều xuôi ấy, các bạn nên nhìn vào đáy dưới. Thì AB phẩy có giao điểm với đáy dưới là điểm nào? A đúng không, cắm mấy đáy tại A, hoặc nhìn vào cái tên chung này này, viết ở giữa, cứ giao điểm điểm ở giữa, anh nào đó mới cho là đỉnh. B phẩy là đỉnh chưa? Vậy theo phương pháp là gì? Là chân vuông góc ta kiểm tra xem từ đỉnh B phẩy kẻ sau mặt đáy vuông góc là đường nào. Tại sao là B mà không phải là C? Bài này chân vuông đang là C mà. Tại sao? Tính chất hình lăng trụ. Hình lăng trụ là gì? Có các cạnh bên song song và bằng gì? Bằng nhau. Khi CC phẩy đã vuông với mặt đáy thì BB phẩy của thầy cũng vuông góc với mặt gì? Mặt đáy. Được chưa các bạn? Đấy, mình phải nói như thế. Ta có BB phẩy vuông mặt đáy, vậy thì hình chiếu vuông góc từ B phẩy xuống mặt đáy là gì? Là B. Được chưa các em? Đấy. Chúng ta sẽ có góc là B phẩy A gì? AB. Được chưa? Là góc nào? Góc này chứ còn gì nữa. Các em hiểu như thế nói chưa? Đấy. Bây giờ vẫn hình này nhá, thầy cho level khó hơn một nấc này. Đi nhá, lần này cực kỳ đẳng cấp này. Ba ví dụ vừa rồi thì dễ rồi đúng không? Bây giờ thầy chỉ cần cho vẫn đường A phải B nhá, mà thầy cho với B phải C phải CB thôi. Nào, đúng các bạn, góc này xác định như thế nào đây? Thầy bật mí này, tập trung nghe đoạn này nhá, cực kỳ hay nhá. Nghe này. Thầy bật mí. Đáy của thầy sẽ cho thêm một dữ kiện là tam giác vuông tại B. Đấy, tam giác đáy vuông tại B. Đấy. Bây giờ hãy nghĩ cho này khoảng 1 phút, góc là gì? Giải đáp nhá. Đầu tiên mình vẫn cái công thức này nó rất là mạnh nha các bạn nhé. Các bạn cứ dùng công thức này là bạn không bao giờ làm sai. Nào, bây giờ các bạn nhìn. Thứ nhất là đường AB phẩy với mặt B phẩy C phẩy CB này. Đấy, có thể thầy tô vào màu đỏ đi cho các em dễ nhìn nha. Đấy. Thì giao điểm là gì? Có phải AB phẩy cắm với mặt B phẩy C phẩy CB là B phẩy á? Nhìn vào cái tên chung này này. Có đúng không đã? Vậy điểm còn lại sẽ đóng vai trò là đỉnh đúng không? Là gì? A. Được chưa? Keyword là từ A tôi kể vuông góc đến mặt này là như thế nào? Bây giờ từ A tôi kể một đường vuông góc đến cái mặt màu đúng không? Bốn cái điểm đỏ này này. Thì mình nhớ cái bài toán chứng minh đường vuông với mặt mình học ở buổi trước không? Muốn chứng minh được qua một đường này vuông góc với mặt B phẩy C phẩy CB thì ta cần phải tìm một đường nào đấy đi qua A vuông góc được mấy đường? Hai đường nằm trong cái mặt này. Thì em thấy là AB không? Tại vì sao nhá, mình biết nhá. AB của thầy vuông với BC chưa? AB của thầy vuông với BB phẩy chưa? Thì tức là AB vuông với cả mặt này chưa? Vậy chắc chắn AB sẽ vuông với cả mặt phẳng B phẩy C phẩy CB chưa? Nó sẽ là chân vuông gì? Chân đúng không? Vậy chúng ta điền vào đây là gì đấy? B. Vậy góc là gì? Góc này. A, B phải B, chính xác. Hiểu nguyên lý chưa? Nhưng mà bài này dễ thôi, tí nữa. Nào, mọi nhìn nhá. Là hai ý. Đấy, lần này là đấy thì cho là tam giác đều nhá. Nào, ý thứ nhất dễ nhất này. Là xác định góc này giữa đường A, B, A phải B với mặt A, B, C. Đã áp dụng công thức đúng không? Đỉnh giao chân. Đường màu đỏ này giao điểm với mặt đáy là điểm nào? B. Đấy, chúng ta điền vào giữa. Đấy, giao điểm điền vào giữa. Vậy thì anh A phẩy là điểm còn lại sẽ đóng vai trò là gì? Đỉnh. Được chưa? Điền vào đây là đỉnh, là A phẩy. Và muốn xác định chân vuông góc kẻ từ đỉnh đến mặt đáy thì ngó lên hình thôi. Từ A phẩy thầy đã cho sẵn đường nào vuông với mặt đáy rồi. A phẩy. Được chưa? Vậy thì chúng ta điền được công thức là đỉnh giao điểm chân vuông góc. Góc là góc này chưa các bạn? Đấy, điền nốt vào đây là A.
Đấy. Và đến đây các em nhá, thầy bắt đầu nói với dạng bài chính này. Dạng 1 ngày hôm nay thầy chuẩn bị dạy cho các em là dạng xác định góc giữa một cạnh bên bất kỳ với mặt đáy. Thì đây là dạng dễ nhất nhá các bạn nhá. Bây giờ sang một cái level thứ hai là dạng 2 này, là xác định góc giữa một cạnh bất kỳ với mặt bên B'C'CB. Đây là góc giữa đường thẳng với mặt đáy. Dễ đúng không? Nhầm phát ra ngay. Nhưng mà đường thẳng với mặt bên là sẽ khó hơn thẳng. Nào mời các bạn nhìn như thế này, ý tiếp theo này. Góc giữa đường màu đỏ với mặt B'C'CB là góc nào đây? Đấy, khó chưa? Đấy. Nghe nhá. Mình cứ bình tĩnh này. Đầu tiên A'B cắt mặt này tại điểm nào? Có phải điểm này không? Chúng ta điền vào vẫn theo công thức giao điểm điền ở giữa. Được chưa? Đấy. Anh nào là đóng vai trò là đỉnh? Cứ điểm còn lại đóng vai trò là đỉnh được chưa? Là A phẩy. Chúng ta điền vào đây. Thế thì chân vuông góc đây này, là từ A phẩy ta kể đến mặt này là đường nào? Đó. Đó là C phẩy. Bạn Ly bảo là từ A phẩy kể đến C phẩy, C vuông với mặt này đúng không? Thế còn mình 1% nào? Đúng rồi. Các em thấy là đến câu này bắt đầu các em làm sai không? Bởi vì các em không có phương pháp. Còn bạn ấy vừa trả lời là tức là bạn ấy đẳng cấp đấy, bạn ấy làm được đấy. Thế bây giờ thay vì mình hiểu là gì, mình mò mẫm, mình đoán sai, thì bây giờ ngay sau bây giờ thầy sẽ cho các em phương pháp để làm những cái bài xác định góc giữa cạnh bên với mặt bên nhá. Hoặc là một cạnh bất kỳ với mặt bên. Nhưng mà nếu mà bạn nào thông minh ấy, bạn sẽ nhìn này. Nếu mà từ A phẩy kể được một đường vuông góc đến mặt B phẩy C phẩy CB, thầy chỉ cần nối đến trung điểm B phẩy C phẩy thôi. Tại vì sao này? Đấy, bạn nào thông minh không cần phương pháp bạn vẫn làm được. Thứ nhất, đáy tam giác đều. Đáy là tam giác đều. Ủa đúng không các em? Đáy đều thì là ở dưới đều và ở trên cũng đều chưa? Thì có phải thầy có đường AM vuông góc với cả B phẩy C phẩy không? Cái đường này này, A phẩy M ấy, nó sẽ là chân vuông góc. Đấy, cái điểm M này sẽ là chân vuông góc từ A phẩy kể đến mặt này đấy. Thầy chứng minh luôn nhá, rất đơn giản đây này. Chúng ta sẽ có như này. A phẩy M vuông góc với cả B phẩy C phẩy, tính chất tam giác đều cho các em. Đúng không ạ? Mà BB phẩy là đường cao của hình. A phẩy là đường cao, BB phẩy là đường cao. Nó sẽ vuông góc với cả đáy dưới lẫn đáy gì? Đáy trên. Mà khi BB phẩy vuông góc với đáy trên, tức là nó sẽ vuông góc với đường thẳng nằm trong đáy trên, tức là A phẩy M chưa? Chúng ta sẽ có A phẩy M của chúng ta vuông góc với cả BB phẩy. Thế có phải suy ra ngay là A phẩy M của thầy sẽ vuông góc với cả cái mặt phẳng mình đang muốn dựng chân vuông góc không? Là B phẩy, C phẩy, CB không? Được chưa? Và cái chân vuông góc ta tìm được nó chính là A, là điểm gì đây? Điểm M. Điền vào công thức thôi các bạn. Hiểu ý cho nó không ạ? Nghe này, chốt này. A phẩy, B, M. Khi mà em đã dùng công thức của thầy cho ấy, thì không bao giờ các bạn xác định nhầm góc luôn. Và không xác định nhầm thì các bạn sẽ tính được. Hiểu ý thầy nói bài này chưa? Rồi. Thế bây giờ chúng ta mới chính thức bước vào dạng bài ngày hôm nay nhé. Vậy thì qua 3 đến 4 ví dụ vừa cho thì em thấy là gì? Dạng bài góc giữa cạnh với cả mặt đáy dễ hơn hẳn so với dạng cách góc giữa cạnh bên hoặc là một cạnh bất kỳ với mặt gì? Mặt bên. Mình chia làm hai loại nhé. Dạng dễ là với mặt đáy, dạng khó là với mặt gì? Mặt bên. Được chưa các em? Và nhớ là cái dạng bài thầy chúng ta vừa kể thêm mấy đường các em? Một đường thôi đúng không? Đây vẫn là câu dễ. Còn tí nữa có câu khó em phải kể mấy đường? Hai đường thì mới xác định được không? Nhá. Đấy, thế bây giờ thầy sẽ cho các bạn dấu hiệu để các bạn làm. Đấy, không phải tự nhiên bạn nghĩ được như thế đâu. Đấy là bạn nhẩm hình nhanh. Nhưng mà thầy sẽ dạy các bạn, các bạn nào mà không nhẩm hình nhanh mà áp dụng phương pháp này vẫn làm được, vẫn làm được đúng như thế này luôn. Bây giờ chúng ta chính thức đi vào bài học ngày hôm nay. Nào, đây chúng ta xin đến dạng bài đầu tiên. Thì nếu mà em gặp một bài xác định góc giữa cạnh bên với mặt đáy, chúng ta chỉ cần dùng đúng công thức tổng quát của ấy là đỉnh, giao điểm, chân vuông góc là bài toán kết thúc luôn. Được chưa các bạn? Và mở rộng ra là không có thể là không phải là cạnh bên,
mà là một cạnh nào đó cứ với mặt đáy là chúng ta vẫn dùng được. Đấy, Heber thầy sẽ cho các bạn một vài ví dụ để làm quen với việc tính toán đấy nhá. Lúc ấy chúng ta mới xác định góc rồi chứ chưa tính. Nào chúng ta đến ví dụ đầu tiên trong dạng 1. Cho hình chóp của đáy hình vuông, cạnh là A. Đấy, hình vuông hay thầy ký hiệu là bốn cạnh vuông góc này. Đấy, trừ thế này là được này. Đấy, thêm ký hiệu góc vuông đi. Rồi, bây giờ là cho SA vuông góc mặt đáy. Đấy, ký hiệu luôn rồi. Và SA bằng A căn 3. Đấy, bị lặp. Góc giữa SB với mặt đáy, đúng không? Thì chúng ta hãy tư duy theo kiểu làm trắc nghiệm đã nhá. Góc giữa SB với mặt đáy chúng ta làm 10 giây, thầy dạy chưa? Đường SB đâu? Đúng không các bạn? Công thức là gì? Đỉnh giao chân. Nào, giao điểm của SB với mặt đáy là điểm nào đây? B. Được chưa các bạn? Anh còn lại sẽ đóng vai trò là gì? Đỉnh. Thế có phải từ đỉnh S kẻ móc xuống mặt đáy là A không? Vậy thì đỉnh chúng ta điểm vào đây. Còn chân góc từ đỉnh hạ xuống đáy là A. Đúng 10 giây chưa? Đi tính nhá. Đấy, thêm một bước tính hơn là xong bài này. Em đẩy luôn vào tam giác SBA, dấu hiệu luôn. Nào, tam giác này là tam giác gì? Vuông hay là thường hay là cân? SA móc với mặt đáy, tức là SA sẽ móc với cả A gì? AB. Đấy. Thế vuông tại B rồi, mình nhìn những cạnh nào đã biết SA bằng căn mấy đấy? Căn 3. Làm trắc nghiệm này thì cho A bằng 1, được chưa các em? Tức là bằng căn 3. Đấy là hình vuông cạnh là A, tức là cạnh này là 1 chưa? Thế mình có Pythagore tính được anh SB không? À không phải Pythagore mà dùng lượng gì? Lượng giác. Góc này là đối diện à, cạnh SA đối diện với góc này, có nghĩa là kề chưa? Vậy thì dùng hàm gì? Tan. Tan alpha sẽ bằng SA trên AB. Tức là bằng căn 3 đó. Căn 3 trên 1 mà. Đấy, đề bài người ta hỏi cái gì nhỉ? Tính ra góc đúng không? Sit tan căn 3 ra bao nhiêu cho đây nào? Ờ, xong bài. Đáp án gì đấy? B. Chốt ý này ở đây chưa? Ok chưa các em? Đó. Góc giữa SD với mặt đáy đúng không các em? 10 giây này. SD với mặt đáy. Đầu tiên giao điểm là gì? D. Đấy, giao điểm là D. Đỉnh là gì đấy? S. Từ đỉnh tôi kẻ xuống mặt đáy, chân góc là gì? Đấy, là A. Vậy góc là SD gì đấy? SDA. SDA là góc này. Có cần tính không các bạn? Không nhá, nếu mà các em thông minh để ý là gì? Tam giác SAD luôn bằng SAB chưa? Cạnh này chung, cạnh này như nhau. Vậy hai góc này phải giống gì? Giống nhau. Ý A mà tính là 60 độ chưa? Thì anh này là chọn luôn là 6 gì? 60. Không cần tính nữa. Đáp án gì đấy? À, được chưa các em? Nào bước em nhìn nhá. Chúng ta có ý tiếp theo là hỏi gì ạ? S góc giữa SC với mặt đáy đúng không? Nào lại 10 giây này. Góc alpha ở đây các em xác định như nào? SC của chúng ta có giao điểm với mặt đáy là gì? C. Đúng không? Đỉnh giao điểm chân vuông góc. Điểm ở giữa. Vậy thì điểm còn lại là S sẽ đóng vai trò là đỉnh. Và chân vuông góc chúng ta trả lời câu hỏi là từ S tôi kể xuống mặt đáy là gì? Vẫn là A. Sao lại AB được A chứ? Đấy. Là góc SC gì đấy? SCA. Được chưa? Đấy, là góc này. Bây giờ thầy hỏi các em là các em sẽ tính góc này như nào? Đẩy vào tam giác nào nhỉ? Dấu hiệu đấy thầy nói rồi. Đi tính SCA thì đẩy vào tam giác SA gì? LAC. Đúng không? Sẽ tam giác LAC. Tam giác này vuông hay là gì? Vuông chưa? Bởi vì SA cũng không mất máy. Đúng không các em? Vuông tại A. Là mình nhìn xem có những cạnh nào phải đi tính này. SA biết rồi này. Thì nhớ cho thầy nhá. Hình vuông cạnh là bằng 1. Đấy, thầy cho A bằng 1 để tính toán cho nhanh. Thì đường chéo mặc định sẽ là 1 nhân với căn mấy đây? Căn 2. Đấy, bạn nào mà không nhớ những công thức tính nhanh thì ghi vào đi để chúng ta làm cho nhanh. Tóm lại là ở đây là chúng ta có căn 3, căn này bằng căn 2 rồi. Thì đề bài người ta hỏi cái gì các em? Tan của góc này đúng không? Thì là đối trên gì? Đối trên kề. Tan là đối trên kề, được chưa? Tức là căn 3 trên căn mấy đây? Căn 2.
Đấy. Đáp án nào các bạn? B đúng không? Các em hiểu con này chưa? Nào, bây giờ chúng ta sẽ unlock luôn dạng 2 nhé. Dạng 1 về cơ bản là nó chỉ thế thôi. Tính toán rất đơn giản là góc giữa cạnh bên với mặt đáy, hoặc là một cạnh bất kỳ với mặt đáy. Tại sao thì nó bất kỳ? Bởi vì có thể là tính SO đi. Đấy, SO với mặt đáy thì các bạn vẫn làm như thế. Bây giờ sẽ nâng mức level khó hơn này này. Thế bạn ghi dày dạng 2 nhá, ghi bên này luôn. Bây giờ các bạn nghe nhá. Chúng ta sẽ chính thức bước sang dạng 2 là dạng bài toán gì ạ? Góc giữa cạnh bên với mặt bên, thậm chí là góc giữa cạnh bất kỳ với mặt bên luôn. Keyword là sát góc với mặt bên. Đấy, dạng 1 là với mặt đáy đúng không? Thì thầy dạy các em độc cô cửu kiếm. Đấy, nói vui như thế thôi cho nó gọi là dễ hiểu, chứ còn về cơ bản là dạng bài này thầy chia cho các bạn làm hai kỹ thuật kẻ. Thì nhớ này, độc cô cửu kiếm kỹ thuật đầu tiên là kỹ thuật 1. Tức là nhớ cho thầy Giang, kỹ thuật 1 chúng ta kẻ một đường, còn kỹ thuật 2 chúng ta kẻ mấy đường? Hai đường. Đấy, thế dấu hiệu khi nào kẻ một đường? Đó là mặt bên của các bạn chứa đường cao. Được chưa? Đấy, thì khi mà các em gọi là ngày xưa các bạn đọc đọc truyện kiếm hiệp hoặc tiên hiệp ấy, đấy, bộ võ công cao cường nó đều có tâm pháp. Đấy, tâm pháp là một cái đoạn gọi là mô tả xem là võ công là luyện như nào đúng không? Đấy, mình học được là mình luyện thành cao thủ. Đây, đúng bốn mấy chữ này thôi. Là cứ gặp một bài mà mặt bên của các em chứa đường cao nhá, thì phương pháp là kẻ vuông góc với cạnh đối gì? Đối diện. Nhớ là đúng như thế thôi. Kẻ vuông góc cạnh đối diện là các bạn sẽ mở khóa được hết tất cả các bài xác định góc giữa cạnh bên với mặt bên. Đương nhiên với trường hợp là mặt bên chứa đường cao thôi. Bơ thầy sẽ ứng dụng nhá. Có mấy chữ này thôi, rất ngắn gọn nhưng giải quyết cực kỳ mạnh. Nào bơ chúng ta sẽ sang ví dụ tiếp theo. Ví dụ này trong tờ tài liệu không có, thầy sẽ cho từ trên hình các bạn chế cho các bạn những cái bài toán liên quan đến góc giữa cạnh bất kỳ với mặt bên. Được chưa? Của cái hình dáng, của cái hình như này. Đó. Nào bơ các bạn vẫn nhìn vào cái bài này nhá. Bây giờ thầy sẽ mở thêm hai ví dụ nữa này. Đầu tiên thầy yêu cầu các em tính và xác định góc giữa đường SB với mặt SAD. Đấy, là góc nào và tính cái này bằng bao nhiêu. Được chưa? Thứ nhất, mình phải đọc thông số SB thì không nói, nhưng mặt SAD của thầy là mặt bên rồi. Đấy. Và cứ động với mặt bên là mình phải dùng độc cô cửu kiếm. Được chưa? Thì câu chuyện là xem là mặt bên này có chứa đường cao hay không. Trả lời là SAD của chứa đường cao không? SAD chứa đường cao SA chưa? Đúng không các em? Vậy tức là rơi vào kỹ thuật 1. Được chưa? Và thầy dạy là kỹ thuật 1 mình nhớ trong đầu là kẻ mấy đường? Một đường. Và các kẻ này, kẻ vuông góc với cạnh đối diện. Bây giờ thầy hướng dẫn sử dụng nhé. Đầu tiên các em vẫn xác định góc như mọi khi, giao điểm với đỉnh trước. Nào, giao điểm của SB với mặt SAD là điểm nào? Chính xác, nhìn trên hình đúng không? BS cắm với mặt SAD tại S, hoặc nhìn vào điểm chung như này. Được chưa? Tiếp theo điểm còn lại xem vai trò là đỉnh đúng không? Vậy là ở đây chúng ta điền vị trí đỉnh là B. Đúng chưa? Và vị trí chân vuông góc là gì? Là từ B tôi kể vuông góc đến SAD là đường nào? Kể đường nào vuông góc được với SAD bây giờ hả các em? Đấy. Bây giờ là lúc mình dùng độc cô cửu kiếm này, kể một đường đây này. Bởi vì mệt SAD chứa đường cao rồi. Từ B ta sẽ kể vuông góc đến cạnh đối diện. Đấy. Dùng độc cô cửu kiếm này, từ B kẻ một đường nào đó vuông góc với cạnh đối diện nằm trong SAD. Thế bây giờ nghe, B có nằm trong mặt đáy không? Nhìn như thầy Giang, SAD thì cạnh nào nằm trong đáy? SAD cạnh nào nằm dưới đáy các em? SAD cạnh nào nằm dưới AD chưa? Hoặc là nhìn giao tuyến của SAD với mặt đáy có phải AD không? Đối diện với thằng này chưa? Tức là dấu hiệu là gì? Chúng ta sẽ kể từ B vuông góc đến cạnh đối gì? Cạnh đối diện. Hiểu không ạ? Các bạn phải xác định cạnh đối diện là cạnh nào. Điền vào ô trống là xong bài. Cạnh nào đi qua B ở dưới đáy vuông góc với AD rồi? BA.
đấy là hình 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 vuông đúng không các em? Thì chắc chắn BA vuông góc chưa? Hiểu không Minh? Chúng ta sẽ có BA vuông góc với AD và chắc chắn auto BA sẽ góc với mặt SAD. Và B kẻ góc đến mặt SAD là tại gì đấy? Tại A. Và xác định được góc luôn. Là góc BSA là góc này. Được chưa? Có bạn sẽ bảo em không tin, thầy chứng minh cho em. Nào, thầy sẽ chứng minh từ cái bước mình kể nhé. Tức là khi thầy dạy em kỹ thuật kể như này sẽ giúp em chứng minh được chắc chắn 100%. Rất đơn giản, các bạn nhìn đoạn chứng minh này. Đầu tiên thì hỏi các em có công nhận là chúng ta có BA vuông góc với AD không đã? Viết lại ra nhá. BA vuông góc với AD. Tiếp theo hỏi các em là BA có vuông với SA không hả mình? Có đúng không? Đề bài cho SA vuông mặt đáy. Thế đủ dữ kiện suy ra BA vuông góc với mặt SAD chưa? Đến đây thì đã đủ dữ kiện để kết luận theo cái xác định góc của chúng ta chưa? Và thầy cũng nói nhỏ với em là cái bài ngày hôm nay ấy, nó liên quan mật thiết đến bài khoảng cách nhá. Sau chủ đề đường góc với mặt, sau chủ đề hai mặt phẳng vuông góc thì sẽ là chủ đề khoảng cách. Được chưa? Thì bài khoảng cách như này, đó là từ B mà em kể được vuông góc đến mặt SAD ấy, thì khoảng cách từ B đến mặt SAD chính là B gì đấy? BA. Có hiểu ý thầy nói không ạ? Thì cái kỹ thuật kể ngày hôm nay sẽ dùng được cho cả bài khoảng cách nhé. Cho nên đừng có quên cái kỹ thuật kể hôm nay thầy dạy. Được chưa các bạn? Vậy thì sau khi chúng ta làm được rồi thì bây giờ mình phải đi tính đúng không các em? Thì không cần tính nữa, còn nhớ ý ao đấy, mình tính góc này bằng bao nhiêu ở đây? Ý ao đấy là 60 độ chưa? Ơ gì? À ừ, thì ghi nhầm. Rồi. Nào quay trở lại đoạn xác định góc nhá. Xác định được rồi, bây giờ đi tính đúng không các em? Muốn em tính trực tiếp là lại dùng đối trên gì? Đối trên kề. Đấy, đối trên kề là tan của góc này sẽ là 1 phần căn 3. Em bấm shift tan của 1 trên căn 3 sẽ là 30 độ. Hoặc là dùng IA với là 60 độ thì anh này là 3 thì 30 độ. Các lớp hiểu bài này chưa? Đấy, đoạn tính thì rất là dễ rồi, các bạn tự tính nhá. Ok nhá, bây giờ chúng ta sẽ đi đến ý đầu tiên là xác định góc giữa đường SO với mặt SAD đúng không các em? Đấy. Nào, SO đây, SAD vẫn là mặt bên trong. Thứ nhất là xác định cái này xem có dùng được độc cô kiểu kiếm kỹ thuật 1 không? Chắc lại không. Kỹ thuật 1 là mặt này có chứa đường cao không? Bài là dạng hai góc giữa mặt bên với mặt bên rồi đúng không? À góc giữa cạnh cạnh bên với, à cạnh bất kỳ với mặt bên này, SAD D là mặt bên chứ không phải mặt đáy. Nhưng SAD chứa đường cao SA chưa? Ừ, nào bây giờ chúng ta dùng nhá. Thầy sẽ ghi ở đây nhá. Nào. Góc alpha chúng ta là, ở trường này là gì? Giao điểm của SO với mặt SAD là gì đấy các bạn? Là S đúng không? SO cộng với SAD là S chưa? Thế thì tiếp theo là gì ạ? Là đỉnh là gì? Giao điểm là S rồi đúng không? Thì đỉnh là gì? O. Được chưa các em? Vậy thì từ O chúng ta kẻ vuông góc đến mặt SAD là đường nào? Từ O tôi kẻ vuông góc đến mặt SAD nhá, thì nhớ là mặt này chứa đường cao đúng không? Theo như thầy dạy là kỹ thuật 1 là ta kẻ một đường thôi. Là từ O ta kẻ vuông với cạnh đối diện đúng không ạ? Thì SAD có phải là đối diện với O ở dưới mặt đáy là AD không? Tính chất hình vuông đúng không? Đấy là hình vuông thì từ O ta nối đến trung gì? Trung điểm là sao? Gọi thầy gọi là Y nhá. Có phải cái đường OI này sẽ giúp chúng ta kết thúc không? Đấy, kết thúc bài này chưa? Đấy, chúng ta sẽ có là gì? Là Y luôn. Ở đây chúng ta gọi Y là trung điểm của AD. Đấy, thì chắc chắn theo tính chất hình vuông ấy thì thấy sẽ có OI vuông góc với AD. Được không? Đấy. OI vuông với AD rồi thì mới là một nửa của vấn đề thôi. Chúng ta phải có là gì đây? OI của chúng ta chắc chắn góc với SA. Bởi vì SA góc với mặt đáy mà các em. Đấy, SA góc với mặt đáy thì là góc với OI. Vậy suy ra OI của thầy sẽ vuông góc với cả mặt SAD. Được chưa? Khi OI đã góc với SOD rồi thì chắc chắn là theo công thức là gì? Đỉnh là O này
giao điểm là S và chân có góc từ O kẻ xuống mặt đáy là Y. Theo chuẩn theo công thức này chưa? Và góc là góc nào các bạn? Ở OED. Là góc nào đây? Là góc này. Được chưa các em? Bớt tính như thế nào? Thì đi cho đây nhá. Trong cái góc OED này thì có phải là OI của thầy vuông góc với mặt SAD không? Thì chắc chắn nó sẽ vuông góc nốt với cả SI. SI chưa? Tức là tam giác của mình lên tiếng góc này này, nó là tam giác vuông. Đúng không các em? Thì mình cần tính những cạnh nào? OI tính được ngay. OI theo tính chất hình vuông ấy, em nhìn là O là trung điểm, Y là trung điểm không? Thì OI là đường trung bình của tam giác ACD. Và OI bằng 1 nửa CD chưa? CD hình vuông cạnh là 1 chưa? Vậy chúng ta sẽ có là gì? Ở trong tam giác SOI nhá, chúng ta biết là OI sẽ bằng 1 phần 2 này. Nhưng mà chưa tính được, cần biết một cạnh nữa đúng không? Rất nhiều cách tính, các em có thể tính SO hoặc tính dễ nhất là tính SI. SI các bạn tính như nào? Đó, thầy chú thích ở đây nhá. Các bạn nhìn thấy trong tam giác SAI. Có đúng không? Trong tam giác SAD được vuông tại A chưa? SA biết là căn 3 chưa? AI thì bằng 1 nửa AD, mà AD bằng 1 rồi. Vậy AI là 1 phần mấy? 1 phần 2. Vậy SD sẽ bằng gì ạ? Pythagore này. Đấy. SA bình cộng AI bình. Căn 3 bình là 3 chưa? Đúng chưa? Sao? SD là cạnh huyền thì là hai cạnh góc vuông bình phương cộng vào chứ? SI bình bằng SA bình cộng AI bình đúng không? Thế muốn tìm SI em không phải căn bậc 2 à? Đúng không? Đấy. 3 nhá, cộng với cả anh AI là 1 phần 2 này. Thì chúng ta sẽ có là 1 phần 2 bình. Bấm vào đây cho bao nhiêu đây Ly ơi? Căn 13 trên mấy? Xong chưa? Vậy khi chúng ta biết SI và chúng ta biết OI thì chúng ta lại dùng đối trên tí, trên kề để tìm tan của góc này. Đấy, vậy tan của góc alpha, tức là góc OI mình đang tính ấy, sẽ bằng OI trên SI. Đấy là bằng 1 phần 2 trên căn 13 trên 2. Tức là chúng ta sẽ có là 1 trên căn 13. Đấy, ở đây thì góc hơi lẻ nhá, cho nên thầy sẽ để tan alpha thôi. Vậy chúng ta để ý tiếp theo là góc giữa SD với SAC đúng không? Em nhìn đường SD chưa? Nhìn thấy SAC chưa? Rồi bây giờ câu chuyện này là áp dụng công thức đỉnh giao điểm chân vuông góc đúng không? Nào, giao điểm giữa SD với SAC là bao nhiêu? Là anh nào? SD đây, cầm với SAC tại gì? S. Được chưa các em? Vậy đỉnh còn lại sẽ là gì? Là điểm còn lại sẽ là đỉnh luôn là D. Đấy. Và trong kỳ tiềm thức thầy dạy rồi là từ đây tôi kể vuông góc đến mặt SAC ta kể như thế nào đây? Đấy, đến mặt SAC. Được chưa? Từ cạnh, từ cái điểm D này chúng ta kể vuông góc cạnh đối gì? Đối diện. Bởi vì SAC chứa đường cao SA chưa? Thì tức là DO của tôi chắc chắn vuông góc với cạnh đối diện là AC cho các bạn. Có đúng không? Nhầm lại nhá, từ D kể đến mặt vuông góc đến mặt SAC, bởi vì SAC chứa đường cao. Độc cô kỷ kiếm kỹ thuật 1 là kể một đường duy nhất. Từ D nối đến cạnh đối diện là O. Vậy nối hết O vào. Chứng minh được luôn này. Đấy, vuông tại O luôn nhá. Thì chứng minh nhanh nhá. Thứ nhất, DO có phải AC chưa? DO có phải SA chưa? Chắc chắn DO tôi vuông với mặt SAC, không cần ghi lại nữa nhá. Chân vuông góc từ D là chắc chắn. Nếu bài này là bài khoảng cách thì DO là khoảng cách từ D đến mặt SAC luôn. Nhưng mà thôi tạm thời bỏ qua. Góc xong chưa? DSO là góc nào? Được chưa các bạn? Đi tính này. Thứ nhất em ý là gì? Vì DO đã vuông với mặt SAC rồi thì chắc chắn nó sẽ vuông tại đâu? À, DO vuông với SO chưa? Đi tính góc nhá. Có phải SD của em mình tính được ngay? SD này, trong tam giác vuông này thì thầy nhẩm xương xương là OD sẽ tính được. Tại vì sao?
Để phân tích đây này. OD của chúng ta bằng một nửa BD không? Mà BD thầy dạy các em công thức tính nhanh chưa? Hình vuông cạnh là 1 thì đường chéo lấy thông số cạnh của hình vuông nhân lên hệ số căn 2. Tức là BD bằng căn 2. Tiếp theo tính được SD không các em? Tính được đúng không? SD trong tam giác SAD. Anh này là căn 3, anh này là 1. Tính được cho thầy SD không? Đấy, mình viết ở đây nhá. SD sẽ bằng căn bậc 2 của SA bình cộng AD bình. Tức là căn 3 bình là mấy? 3. Cộng với AD bình là mấy? 1 bình phương. Vậy anh này là 3 cộng 4 là mấy? À, 3 cộng 1 là 4. Thì SD bằng 2 chưa? Hiểu chưa các em? Thế thì khi chúng ta có SD rồi thì ở đây chúng ta sẽ tính được góc này luôn. Thầy vẫn gọi là góc alpha nhá. Đối trên kề, được chưa? Tan alpha sẽ bằng đối là OD trên SD. Đấy, bằng căn 2 trên 2 trên 2. Tức là bằng căn 2 trên 4. Đấy, góc thì các em muốn tính góc bấm shift gì? Shift tan của góc này. Các lớp hiểu chưa? Ok chưa các em? SD là cái huyền à? Ừ đúng rồi, quên mất. Chứ phải là đối trên huyền chứ, là hàm sin. Đấy, tí nhầm. Sin nhá. Rồi, đấy, chốt lại nhá. Sin là đối trên huyền là bằng OD trên SD. OD là căn 2 trên 2, SD bằng 2 vừa tính. Vậy là xong góc này chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đến ý cuối cùng là SM với cả SA gì đây? SAB nhá. Thế xóa đi được chưa? Bao đi đưa anh. Xóa hết nhá. Được rồi. Nào, nhìn nhá. Bây giờ góc giữa đường SM với mặt SAB đúng không các em? Thì trả lời cho thầy xem là bài này là có phải là đúng không? Đúng là dạng 2 chưa? Giữa một đường bất kỳ, đường này không phải là cạnh bên, nhưng với mặt bên là chúng ta xếp vào dạng 2. SAB là mặt bên của khối cho. Thì có phải dùng kỹ thuật 1 không? Kỹ thuật 1 chúng ta sẽ dùng khi mà mặt SAB chứa đường cao S gì? SA. Rõ ràng là thuộc đường gì? Rõ ràng chứa SA đường gì nữa các bạn? Có đúng không? Vậy thì bây giờ kẻ một đường là xong bài đúng không? Nào công thức này. Giao điểm của SM với mặt SAB là gì? Là S. Đúng chưa? Điền ở giữa. Điểm và lại đóng vai cho ra gì? Đỉnh. Được chưa? Và keyword là gì? Là từ đỉnh M tôi kẻ vuông góc đến mặt SAB tôi kẻ như thế nào? Đồng câu cử kiếm dạy rồi đúng không? Từ M kẻ đến cạnh đối gì? Đối diện. SAB thì AB nằm dưới đáy, đối diện với M chưa? Rõ ràng nếu theo tính chất hình vuông ấy, M là trung điểm thì kéo vuông góc chỉ cần nối đến trung gì? Trung điểm là xong bài. Đấy. Ở đây thì gọi là N nhá. Chắc chắn vuông góc không các bạn? Được chưa các em? Chốt luôn, MN sẽ là chân vuông góc luôn. Chứng minh nhé. Có phải là nếu lấy N là trung điểm ấy, nếu thầy lấy N là trung điểm thì MN vuông với AB chưa? MN vuông với EDA chưa? Nghiêm nhiên vuông với cả mặt này chưa? Vậy góc là N. Đi tính nào. MSN. Đấy, nối vào nhá. Nhìn góc MSN cho các bạn. MSN thì nghiễm nhiên là tam giác này vuông tại đâu? Vuông tại N rồi, bởi vì MN vuông góc với SN chưa? Nó vuông góc với cả mặt SAB mà. Đấy. Thế bây giờ theo các em là chúng ta tính những cạnh nào nào? MN biết luôn. Tính chất hình vuông thì MN bằng BC bằng mấy? 1 luôn. Được chưa? Thế tiếp theo là các em tính được cạnh nào đây? SM tính được hoặc là bạn tính SN cho thầy ra. Có phải là SN chúng ta gắn vào tam giác nào? SAN. Đúng không các em? SN chúng ta tính được ngay. Bây giờ thầy nói lại một chút kiến thức cũ của bài hôm nọ nhá. Không lại quên nhớ cái gì này. Đầu tiên ý, bài toán xác định góc giữa đường với cả mặt thì chúng ta sẽ có hai cái dạng bài tập chủ yếu là như sau. Thứ nhất là góc giữa một cạnh bên bất kỳ với mặt đáy. Thế đây là dạng C nhất. Bởi vì các em nhớ cái công thức thầy dạy là gì đây? Alpha bằng đỉnh giao chân đúng không? Đỉnh giao điểm chân vuông góc này.
thì mình chỉ cần làm 10 giây là mình xác định được và mình đi tính là xong. Thế cái bài dạng bài khó hơn ấy, đó là góc giữa cạnh bất kỳ, có thể là cạnh bên hoặc cạnh bên trong mình, cho nên ở đây tổng quát thì ghi cạnh bất kỳ. Quan trọng nhất là với mặt bên chứ không phải mặt đáy nữa. Đấy, thì là dạng 2 của chúng ta đấy. Thì hôm trước thầy mới dạy các bạn kỹ thuật 1, đồng cô cửu kiếm, gọi là level đầu tiên là chúng ta kẻ thêm một đường thôi đúng không? Thì dấu hiệu này, khi nào chúng ta dùng kỹ thuật 1? Đó là khi cái mặt bên của game ấy nó chứa đường cao quỳnh. Đấy, nó phải có thỏa mãn điều kiện này. Thì khi đấy cái phương pháp chúng ta có đúng vài dạng, có đúng vài từ rồi là kẻ vuông góc với cạnh đối diện. Được chưa? Bây giờ thầy sẽ ứng dụng cái lý thuyết này để chúng ta làm thử sang ngày câu 13. Bây các bạn đọc đề bài đi. Nào, đấy là tam giác đều đúng không? Thì mình vẽ là tam giác thường. Bài này là SA là đường cao này, thì mình vẽ dựng đứng lên. Nào, bây giờ Giang nói cho thầy xem là bài này người ta yêu cầu xác định góc từ cái gì với gì đấy ạ? SC với mặt SAB đúng không? Rồi, đấy là tam giác đều, thì ký hiệu ba cạnh bằng nhau vào này. Mơ theo Giang ấy, cái bước đầu tiên thầy dạy khi các bạn làm một cái bài làm toán, bài toán trắc nghiệm xác định góc thì em làm như nào? Bước 1 là tìm điểm chung, bởi vì công thức của mình là gì? Alpha sẽ bằng đỉnh giao chân đúng không? Đỉnh giao điểm chân vuông góc này. Thì giao điểm của SC với mặt SAB là gì đấy các bạn? Nhìn vào cái tên thôi các bạn thấy S chung nhá. Hoặc trên hình mặt SAB là mặt nào đây? Là mặt này. Đỉnh là gì? S. Được không ạ? À, giao điểm là S. Thế thì đỉnh xác định như nào? Anh còn lại sẽ là gì đây? Là đỉnh. Tức là C mình sẽ điền vào vị trí là đỉnh, được chưa? Thế chân vuông góc mình làm như nào? Là từ đỉnh ta kẻ vuông góc đến mặt SAB này. Tức là cái bài toán của chúng ta là từ C tôi kẻ được đường nào vuông góc đến mặt SAB. Được không? Đấy, CA là sai. Rồi. Nào bây giờ câu chuyện nhá, là từ C ta kẻ vuông góc đến SAB là đường nào? Thì sau khi bạn học khoa bài nữa là bài góc giữa hai mặt phẳng, ở trong cái bài toán to là hai mặt phẳng vuông góc ấy, thì các bạn sẽ học khoảng cách. Đây chính là việc em kẻ khoảng cách từ C đến mặt SAB đấy. Các bạn học cách tầm cuối cuối học kỳ 2 là bạn lại học lại cái phương pháp kẻ này. Và thầy đã nhắc lại là nếu em nhớ cái phương pháp ngày hôm nay thì phần khoảng cách coi như em không cần học em cũng làm được. Bây giờ các bạn nhìn này, cái phương pháp thầy vừa dạy rồi là em kiểm tra thấy cái mặt bên SAB này của chúng ta có chứa đường cao SA không? Có chứa đường cao SA không? Thì rơi vào kỹ thuật 1 chưa? Thì phương pháp là gì ạ? Là kể từ C vuông góc đến cạnh đối diện nằm trong mặt SAB này. Thì có hai hướng để các em nhớ. Thứ nhất là C nằm trong mặt đáy đúng không? Thì nhìn như này, trong mặt SAB, cái cạnh AB có nằm trong mặt đáy không? Thì từ C ta kẻ vuông đến S, đến AB đúng không? Thế như bạn Giang đó, bạn ấy trả lời rất nhanh là CA. Thế thì thầy hỏi Giang là CA có vuông với AB không? Các em phải có bước phân tích. Thế thì hiện tại là chưa có đường nào đúng không? Mình phải ngó về đề bài xem tam giác ABC dày là tam giác gì. Thế tam giác đều ấy, nếu mà để kẻ từ C móc với AB ấy, ta chỉ lấy chung gì? Chắc chắn vuông góc không các bạn? Các em hiểu không nhỉ? Thế bây giờ xong bài. Vậy thì chân vuông góc là M luôn. Nếu mà đúng theo phương pháp nhá. Em cứ kể từ C đến cạnh đối diện vuông góc, chắc chắn vuông góc thì đây sẽ là chân vuông góc luôn. Thế đương nhiên là mình phải chứng minh, đúng không ạ? Đây là làm trắc nghiệm thì em xác định góc luôn là góc CSM là góc này. Bây giờ thầy sẽ chứng minh lại cho các bạn nhé. Đầu tiên này, em phải chứng minh được là từ C kẻ vuông góc đến mặt SAB là điểm M đúng không? Rất đơn giản này, nhìn vào dưới đáy này. Các bạn có thấy CM vuông góc với AB không? Tính chất tam giác đều chưa? Có đúng không ạ? CM vuông góc với SA. Tại vì sao CM vuông góc với SA? Bởi vì SA vuông góc mặt gì? Mặt đáy. Hiển nhiên là CM vuông góc với hai cạnh nằm trong tam giác SAB thì vuông góc với toàn bộ mặt SAB chưa? Ok chưa các bạn? Thế là xong nhá, chân góc là M chưa? Được không cả lớp? Đấy.
Thì nếu mà em đi thi nhá, cô các em bắt trình bày để chấm tự luận chẳng hạn, thì các bạn chỉ cần nói như này, mình chứng minh lại này, em thưa cô em có CM vuông với AB đấy, và CM vuông góc với SA. Vậy suy ra là CM vuông góc với mặt SAB. Nếu em ghi như thế này em cũng không chưa được điểm tối đa, bởi vì là không có ai chuyện xác định góc, tự nhiên là suy ra CM góc với SAB là suy ra góc là góc này. Thì bản chất là em phải nói về cái câu chuyện là SC ấy, có hình chiếu vuông góc với mặt đáy là cạnh nào. Thì các em nhìn rất đơn giản này, chắc chắn là CM. Đấy, các em chỉ cần nói là chúng ta suy ra CM sẽ là hình chiếu vuông góc của SC trên mặt NAB. Rồi, thế thì ở đây tại sao nhá, SC của mình là có hai điểm, điểm S với điểm C đúng không? Thì điểm C nằm trong mặt đáy chứ các em, thì nó là hình chiếu của chính gì? Chính nó. Ok không ạ? Thế còn điểm S, từ S kẻ vuông góc xuống mặt đáy. À không, từ từ thêm nhầm, không phải điểm C. SC, hình chiếu của SC lên mặt SAB thì chúng ta có điểm S. S là vừa nằm trên mặt SAB, vừa là nằm trên SC, với S là hình chiếu của chính nó chưa? Đây này. Ơ từ từ, thế thì phải là SM đúng chứ? Đấy, S đấy, S là hình chiếu của chính nó trên mặt SAB. Tiếp theo điểm C có phải kẻ lên mặt SAB vuông góc tại M không? Đấy, thì C có hình chiếu là M. Vậy SC thì đại diện trên mặt SAB sẽ là S gì? SM. Vậy thì góc giữa bởi SC với mặt đáy, à với mặt SAB sẽ là góc giữa SC với cả S gì đấy? SM. Lý thuyết chuẩn trong sách giáo khoa nhá, góc giữa SC với mặt SAB sẽ là góc giữa thằng SC này với hình chiếu của nó. Đấy, chính là CM đấy. À, chính là SM đấy. Và mới là góc S, góc C, SM. Đấy, ví dụ cô mà các em hỏi thì các em phải chứng minh được như này nhá, thì em mới được điểm phần tự luận. Nào các bạn đi tính này, thì thầy nói rồi, cứ đẩy luôn vào tam giác CSM. Đấy, tam giác CSM. Tam giác này vuông ở đâu? Kiểu gì nó cũng vuông. Đấy, có phải CM vuông với mặt SAB không? CM vuông với SAB thì nó vuông góc với cả SM chưa? Thế trong tam giác vuông em muốn tính góc này ấy, thì em chỉ cần tính hai cạnh là xong đúng không? Bởi mình làm đúng kiểu trắc nghiệm nhá. Đấy, ta là tam giác đều cạnh là mấy đây? A. Làm trắc nghiệm thầy Giang dạy rồi, chọn A bằng mấy? 1. Còn nhớ công thức thầy dạy không? Tam giác đều cạnh là 1 ấy, thì đường cao này, này là 1 căn 3 trên mấy? Biết luôn anh CM là căn 3 trên 2 chưa? Bây giờ tính cách nào nữa? Một là đi tìm SC hoặc là tìm SM đúng không? Cái anh nào mình có làm được. Nhưng để ý đề bài người ta hỏi cái gì? Hỏi tan của góc đấy. Tan là đối trên gì? Đối trên kề đúng không các em? Đấy, thế thì chúng ta sẽ nghỉ đây nhá. Vậy thì chúng ta sẽ có tan alpha đối là CM, còn kề là SM đây này. CM biết rồi nhá, căn 3 trên 2. Bây giờ SM các em tính như nào? Đẩy vào tam giác nào đi ạ? SAM. Được chưa? Tính được không ạ? SA người ta cho là mấy? 2. Anh này bằng 1, thế thì AM là 1 phần mấy? Vậy thì Pythagore. Đấy. SM sẽ bằng căn bậc 2 của SA là 2 bình, cộng với AM là 1 phần 2 bình. Bấm vào tay máy tính ra bao nhiêu các em? Bao nhiêu đấy ạ? 7 phần 2. Đấy, thế thì các bạn lấy chia cho thầy ở trên nhé. Lắp vào đây này. Thì kết quả chúng ta có là bao nhiêu nhỉ? Đấy, lắp vào trên luôn. Lắp bao nhiêu đây các em? Ờ, có đáp án không? Ừ, đáp án nào? Ừ. Đấy. Cả lớp đọc đề bài này. Cho hình chóp ABCD có đáy là hình thang vuông đúng không? Thế mà hình thang vuông của các bạn nhìn nhá. Hình thang vuông thì khi mình vẽ vẫn giống là hình thang, nhưng mà là gần gần vuông một tí. Được chưa? Thì vẽ như nào? Các bạn nhìn này. Hình thang vuông có phải bình thường các bạn vẽ như này không? Chuẩn không? Đây hình thang vuông chưa? Mình vẽ gần giống như thế. Đáy to là bên trong và là đáy đứt.
Rồi. SA có cái mặt đáy. Đây là SA này. Bây giờ nghe nhá, vuông tại đâu đây? Vuông tại A và vuông tại B đúng chưa? Đấy. Thì vuông ở đâu em để ở góc bên gì? Bên trái. Đấy, vuông ở đây này. Bài này nhá, không biết là hôm trước thầy đã dạy rồi mà các bạn có nhớ cái gì trong đầu không? Thứ nhất là hình thăng vuông tại A với B ấy. Mà em nhớ là thầy có một tính chất vô cùng đặc biệt này, đó là đáy lớn. Gấp đôi đáy nhỏ. Có nhớ tính chất đáy nhỏ thì dạy không ạ? Đáy lớn gấp đôi đáy nhỏ thì chú ý thầy, nếu mà từ C ta nối đến trung điểm của AD ấy, thì chúng ta sẽ thu được một hình gì? Hình vuông nhá. Đấy, lưu ý cái đấy tí nữa mình sẽ nói sau. Và AC sẽ luôn vuông góc với cả C gì? CD. Được chưa? Hình thang vuông mà có đáy lớn gấp đôi đáy nhỏ thì có tính chất vuông, đặc biệt là AC lúc nào cũng vuông góc CD. Còn từ C nối đến Y thì AI, CB sẽ tạo thành hình vuông. Cái này thầy đã chứng minh một lần rồi. Nào bây giờ mình yêu cầu nhá, tính góc giữa SB với cả SAC. Nào các bạn làm theo công thức tính nhanh này dạy đi. SB rồi nhỉ? Đây đúng không? SAC là anh này. Rồi, bài này đơn giản thôi. Nào xác định góc nào. Góc giữa SB và SAC thì giao điểm là gì các bạn? Đúng không? SB với cả SAC thì giao điểm là S chưa? Mình điền ở giữa. Vậy anh nào sẽ đóng vai trò là đỉnh? B đúng không? Thì mình sẽ điền vào đây. Và tiếp theo là từ B ta kể vuông góc đến mặt SAC thì chúng ta là điểm nào? Chúng ta sẽ điền vào đây là xác định xong góc. Mở từ B nhá, các em kể vuông đến SAC này. Thì theo các bạn, mặt phẳng này có chứa đường cao không? Chứa đường cao SA chưa? Thì phương pháp thầy dạy rồi. Là từ B kẻ qua cạnh đối gì? Kẻ đối diện. B nằm trong mặt đáy chưa? Thì cạnh đối diện là A gì? Các em chỉ cần kẻ qua đây AC là xong đúng không? Nếu mà bạn không nhớ cái tính chất thầy cho ấy, các bạn ngồi làm đến sáng mai không phát hiện luôn. Nhưng nếu các em nhớ cái thầy cho ấy, tôi chỉ cần nối C đến gì đây? Đến Y. Nó tạo thành hình vuông chưa? Và hình vuông ấy thì AC sẽ là đường gì? Đường chéo. Là chúng ta xác định được ngay. Ở đây vì thầy không đo, thầy không đo về độ dài nhé, cho nên là nếu mà từ đây chúng ta kẻ song song với AB ấy, thì các bạn nhìn AD nó không phải gấp đôi CB cho lắm. Nhưng mà thôi kệ nó đi, mình không quan tâm lắm. Đấy, cái đoạn này nó không bằng đoạn này đúng không? Nhưng mình không quan tâm, mình cứ ký hiệu bằng nhau là được. Các em hiểu ý thầy nói chưa? Thầy chứng minh nhanh lại nhá, không nhiều bạn lại bảo là tại sao lấy Y ở đây thì nó lại vuông góc này. Nhiều bạn không hiểu vấn đề. Thứ nhất nhá, em thấy ngay nếu thầy lấy Y là trung điểm của AD ấy, mà AD là 2 thì AI bằng 1 không? Đúng chưa? BC bằng 1 chưa? Một tứ giác có một cặp cạnh song song và bằng nhau thì nó là hình hình hành. Được không đã? Hình hình hành có hai góc vuông trở thành hình chữ gì? Hình chữ nhật. Nhưng mà ý, ở đây chúng ta có AB bằng 1. Đấy. Hình chữ nhật có hai cạnh kềm thì mặc định là hình gì? Hình vuông. Hiểu thầy đó không ạ? Và cái câu chuyện khi em đã có anh này hình vuông ấy, để chúng ta kể góc đến AC vô cùng đơn giản, thầy chỉ cần nối B gì? BI. Bởi vì hình vuông là có hai đường chéo vuông góc với gì? Với nhau. Dễ không? Đấy, thế là đúng cái ta cần kể rồi. Từ B kể góc qua cạnh đối diện tại gì? Tại O. Xong chưa? Vậy góc xác định được rồi. BO chắc chắn là đường vuông với mặt SA gì? SAC. Xong bài. Đấy, có cần để chứng minh lại không ạ? Thôi nhá, xong bài. Thế thì góc là gì? B, S, O. Đây, chúng ta nối vào cho này. Thế thì nhìn luôn vào tam giác SBO cho đấy đi. Tam giác này vuông ở đâu? Chúng ta có BO vuông góc với AC, tính chất hình vuông. Và BO vuông góc với S gì? SA. Thì BO sẽ vuông với mặt SAC, tức là vuông với cả SO chưa? Được chưa các em? Bây giờ mình đi tính nhá. Nào các em hãy nói cho thầy xem là những cái cạnh nào trong cái tam giác
SBO thầy đã biết rồi. Nhưng cạnh nào đây? Thế các em nhìn rất đơn giản này. BO chắc chắn thầy tính được luôn. Tại vì sao nhá? BO ấy bằng một nửa BI. Tính chất đường chéo đúng không? Có đúng không các em? Hai đường chéo AC và BI cắt nhau tại trung điểm mỗi đường, tức là O là trung điểm BI chưa? Mà các bạn học công thức thầy dạy tính nhanh rồi. Hình vuông cạnh là 1 ấy, thì đường chéo chỉ cần mang cạnh này nhân hệ số là căn mấy? Căn 2. Vậy chúng ta sẽ có là bằng căn 2 trên 2. Ok chưa cả lớp? Thế thì BO biết rồi. Bây giờ giá như chúng ta tính được SO hoặc tính được SB là xong đúng không? Bài này có rất nhiều cách tính. Các em tính SB cũng được, tính SO cũng được. Nhưng trước khi mình quyết định mình làm bước tiếp theo là cái gì ấy, chúng ta phải nhìn xem đề bài người ta hỏi cái gì đã. Người ta hỏi sin đúng không các em? Sin là gì nhỉ? Kề trên gì? Trên huyền, chạy đối. Đối, à sin đúng không? Nhầm. Sin là đối trên huyền. Thế thì đối là BO rồi nhá. Huyền là S gì? SB. Thế thì mình sẽ đi tính SB. Mình lấy với tam giác nào? S, A, B. Vuông thì A rồi. SA biết nhá. Căn 2 này. AB biết chưa? Vậy mình tính S, tính SB là xong. Nào SB là SA bình cộng với AB bình. Đấy, thay số thầy đi nào. Cái này là căn 2, bình phương này là 2 này. Cái này 1 bình vẫn là 1, vậy bằng căn mấy đấy? Căn 3. Xong bài chưa? Đấy, căn 3 mình ghi vào đây. Đấy, vậy sin sẽ là AO, à, BO trên SB. Thay số là xong bài nhé các bạn nhé. BO chứ nhỉ? BO chúng ta là có bao nhiêu đây? Căn 2 trên 2. Được chưa? Chia cho anh này là căn 3. Giúp họ thầy là bao nhiêu đây? Các em bấm máy đi. Căn 6 trên 2 đúng không? Đúng không? Đúng không? Căn 6 trên 2 đúng không? Căn 6 trên 6 à? Ờ. Có đáp án không ạ? Đáp án nào? A. Giúp họ xác định góc giữa cạnh bất kỳ nào. Các em nghe này, khi em xác định góc giữa mặt bất kỳ với cạnh bên thì kỹ thuật một thì đã nói rồi đúng không? Nếu mặt bên là mà chứa đơn cao ấy thì là chúng ta đã nắm được cái bí kíp làm rồi. Nhưng sẽ có cái bài toán khó là mặt bên không chứa đơn cao nữa thì làm như thế nào? Đấy thì chú ý thầy nhá, chúng ta phải dùng kỹ thuật 2. Là mặt bên không chứa đường cao nữa. Các bạn nhớ cho thầy là kỹ thuật 1 tức là gợi ý là ta chỉ kẻ mấy đường? Một đường. Kỹ thuật 2 là chúng ta kẻ mấy đường? Hai đường. Đấy chưa? Đấy, cái số 2 nó có ý nghĩa là kẻ hai đường đấy. Kẻ hai đường. Thế nhưng mà cái đoạn kẻ này ấy, là kẻ như thế nào nhá? Thế bây giờ các bạn tập trung các bạn nghe này, đoạn này nó rất liên quan và rất là quan trọng đến các bài khoảng cách. Khi em kẻ hai đường ấy thì chúng ta sẽ phải có một cái hình cụ thể thì thầy mới nói rõ được cái ý tưởng được. Bây giờ các bạn nhìn nhá. Thầy sẽ cho các bạn một cái hình mini ở đây. Tổng quát nhá, các bạn nghe này. Không chưa? Bây giờ nếu mà chúng ta kể rơi vào cái trường hợp là mặt bên không chứa đường cao ấy thì ở đây chúng ta có một cái dấu hiệu nữa, đó là cái cạnh bên của các em ấy. Ở đây các bạn chú ý thầy nhá. Khi em kể rơi vào cái trường hợp là cạnh bên không chứa đường cao ấy thì các bạn ý cho thầy là cái cạnh của chúng ta, cái cạnh bất kỳ này này thường là chứa chân vuông góc, hoặc có thể là nó chính là chứa đường cao rồi đấy. Cạnh bất kỳ ở đây là SA vuông góc đến mặt này. Ok,
Thế thì ở đây ghi cho thầy luôn là cạnh bất kỳ chính là đường cao luôn. Chính là chứa vuông góc luôn. Đấy, thì nó phải có hai dấu hiệu này thì cái quy nguyên lý này mới sử dụng được. Làm ơn các bạn nhìn nhá. Mặt khi thầy ghi như thế này các em chưa hiểu đâu, các em sẽ nhìn vào một cái ví dụ tổng quát là mặt SAB, SBC với cả thằng đường SA. Đấy. Ví dụ nhá. Ví dụ này chính là ví dụ tổng quát. Tất cả các bài sau này các bạn làm sẽ dùng cái hình này. Mời các bạn nhìn này. Bài toán xác định góc giữa đường SA với mặt SBC đúng không nhá? Đúng không ạ? Thì vẫn áp dụng cái công thức là gì? Là đầu tiên là chúng ta nhìn xem giao điểm là gì đã. Giao điểm là gì các em? Là S. Đúng chưa? Được chưa các bạn? Đỉnh là gì đây? A. Đánh còn lại là A. Và keyword là từ A ta kể vuông góc đến mặt FBC đúng không các bạn? Đúng chưa? Thì khi này các bạn mới ngồi các bạn mới là à nó là dạng 2 được. Bởi vì là mặt FBC là mặt B. Nó không phải mặt đáy nữa. Thế nhưng mà check cho thầy xem mặt FBC có chứa đường cao với đa không? Đúng không? Kỹ thuật 1 là mặt bên của mình phải chứa đường cao đúng không? Nhưng kỹ thuật 2 của mình là không chứa đường cao, tức là khớp cái dữ kiện đầu tiên chưa? Ok không ạ? Và cái dữ kiện thứ 2 bạn kiểm tra cái cạnh bất kỳ của mình có đúng là đường cao của hình không? Khớp luôn dữ kiện thứ 2 chưa? Tức là ở đây mình hiểm là A, mình phải kẻ hai đường. Thì đường thứ nhất này. Đấy các bạn kẻ hai đường này ghi lại tổng quát nhá. À không cần đâu, bây giờ cái này các bạn phải nhớ trên hình cho nó dễ. Đầu tiên này là từ đỉnh là từ A. Chúng ta vẫn kẻ vuông góc đến cạnh đối diện. Nghĩa là kỹ thuật 1, cái đường đầu tiên đã kẻ giống hệt kỹ thuật 1 là vẫn là từ A kẻ vuông đến cạnh đối diện. Thế bây giờ mặt FBC bạn nhìn thấy cạnh đối diện là cạnh nào so với điểm A? Sao FB đã bảo là A nằm dưới đáy, nhưng bạn nhìn vào dưới đáy là B gì đây? BC. Được chưa? Vậy bước 1 làm giống kỹ thuật 1 là từ A ta kẻ vuông đến BC. Bài này thì cho tổng quát đấy ABC là một cái tam giác bất kỳ. Thì ở đây chúng ta sẽ kẻ vuông góc đến BC. Ở đây không phải là trung điểm nữa nhá. Kẻ A gì? AH. Hiểu bước thứ nhất chưa? Bước 1 giống kỹ thuật 1. Đấy. Ghi cho thầy luôn như này đi, kẻ hai đường. Ở đây chúng ta sẽ ghi là bước 1. Đấy. Kẻ giống kỹ thuật 1. EC vẫn là từ điểm A kẻ vuông đến cạnh đối diện. Bước thứ hai thì nó sẽ không thể mô tả rõ bằng lời được nhá. Thì các bạn nhớ thầy cái mẹo này này, cái này mình phải học mẹo thì mình mới không giờ mình bị sai. Hiểu cái thế nó không ạ? Nghe đoạn mẹo này nhá. Mình vừa kẻ vuông góc đến giao tuyến BC của mặt FBC và mặt đáy là tại đâu đây? Cái đường mình vừa kẻ vuông góc là vuông góc tại đâu? Tại H đúng không? Viết Y cho thầy xuống đây. Vuông tại H, viết H vào đây được chưa? Ok không ạ? Xong chưa đã? Bơ nhìn thầy vào cái thằng SBC, đỉnh của cái thằng này là gì? Đúng không? Nối SH vào. Được chưa? Ở trên vuông tại H, viết H vào dưới. Nhìn vào cái mặt mà định xác định góc, đỉnh là S, đúng chưa? Viết em đây. Thì chúng ta sẽ gợi ý tiếp theo. Có gợi ý tiếp theo vẫn là từ A. Chúng ta kể vuông góc đến SH là, SH là xong. Thì ở đây là rõ ràng là mình phải kể tổng quát thôi. Mình kể AK góc SH. AK góc SH. Thì chắc chắn rằng cái điểm K của em ấy sẽ là chân vuông góc từ A kẻ vuông đến mặt FB gì? FBC. Ok chưa? Làm trắc nghiệm không cần chứng minh thì tự tin điền cho nó đây. Ở đây là gì đây? K. Đấy, góc C là góc ASK là góc này. Mở rộng ra là A, S, H. Được chưa? Thì đấy là khi mình dựng hình, mình làm trắc nghiệm, mình kể được đúng như thế, mình kết luận luôn. Còn đương nhiên là chúng ta phải có bước chứng gì? Chứng minh. Thầy luôn dạy các em cả bản chất nhé, không phải tự nhiên là dạy các bạn kể thôi. Các cô các bạn hỏi tại sao em kể như thế là nó xác định được góc đúng không? Bơ thì chứng minh cho các bạn này. Và khi các em kể như này ấy, thì sau này học bài khoảng cách ấy, cái đoạn AK chính là khoảng cách từ A đến mặt FB gì đây? FBC. Nào bơ thì chứng minh nhá, chứng minh là tại sao khi tôi kẻ AK như thế thì AK vuông góc đến mặt FBC và K sẽ là chân vuông góc, được chưa? Nào các em nhìn này, thầy sẽ chứng minh của đoạn này nhá. Đầu tiên nhá, em nhìn cho thầy BC, có phải BC vuông góc với AH đâu?
đúng chưa? Bước 1 mình kể mà. Cái lúc mình chứng minh ấy, thì hai cái bước mình kể cũng là khởi đầu cho việc chứng minh luôn. Đấy, đường thứ nhất là tôi phát hiện là BC của tôi vuông góc với AH. Mà có đúng BC vuông góc với SA không kem? BC vuông góc với AH, BC vuông góc với SA chưa? Vậy thì chắc chắn là BC sẽ vuông góc với mặt SAH, tức là BC vuông góc với cả A gì? AK. Hiểu không nhỉ? Mình kể như thế thì chắc chắn cái việc này là việc đúng. Xong chưa kem? Ý thứ hai xong này. Ta có AK vuông góc với SH. Đấy, bắt đầu dùng cái đường thứ hai. Và AK vuông góc cả B gì? BC. Thế có phải là AK vuông với BC, AK vuông với SH mà hai cái đường SH với BC nằm trong mặt SBC chưa? Vậy suy ra AK sẽ vuông với mặt FB gì? FBC. Có phải cái chúng ta muốn chứng minh không? Cả lớp hiểu không ạ? Đấy. Đây sẽ suy ra là gì? Này xóa đi nhá. Suy ra AK sẽ vuông góc với mặt FBC. Đấy. Thì ở đây nhá, nếu AK vuông góc với mặt FBC thì K là chân góc của A chưa? Cô mà hỏi này, em thưa cô, để xác định góc giữa SA với mặt FBC thì em cần tìm hình chiếu vuông góc của SA lên mặt này. Đầu tiên là điểm S. S là điểm chung, bởi vì S vừa nằm trên SA lẫn mặt SBC. Vậy thì em có S sẽ là hình chiếu của chính nó lên mặt FBC. Tiếp theo là từ A, em vừa chứng minh vuông góc với mặt FBC tại K. Vậy hình chiếu của SA tức là lên mặt FBC sẽ là SK tương ứng. Và góc giữa SA với mặt FBC sẽ là góc giữa SA với cả SK, là góc ASK. Đúng chưa? Đấy, nói như thế cô xong 10 điểm luôn. Còn đây mình cũng chứng minh, mình dựng hình và mình chứng minh được rồi. Còn đương nhiên là làm trách nhiệm ấy thì bỏ qua đoạn chứng minh. Các bạn chỉ cần viết đúng hai dòng xác định góc và bước sang cái giai đoạn đi gì? Đi tính. Các lớp hiểu cái thể nào không ạ? Bài này là bài khó đấy nhá. Các em phải vượt qua được bài này thì các em mới mong muốn cái phần mình của các em đến cái tầm cuối kỳ em 18 cộng 9 cộng. Bởi vì phần cuối kỳ của em liên quan đến khoảng cách giữa điểm đến mặt phẳng và khoảng cách giữa hai đường chéo nhau. Thì đây chỉ là một bước nhỏ trong cái bài toán khoảng cách thôi. Các em nhìn nhá. Đầu tiên xác định góc giữa đường SA với mặt FBC này, đường này dễ trước này. Nào các em nhìn SA với mặt FBC, các em nhìn mặt FBC chưa? Rồi. Thì tất cả cứ đường vuông góc với mặt thì mình viết cái công thức ra. Đỉnh giao điểm chân vuông gì? Chân vuông góc. Bơ các bạn nhìn thấy SA của chúng ta có giao điểm với mặt FBC là điểm nào đấy ạ? À? S đúng không? Mình sẽ viết ở giữa. Rồi. Tiếp theo là anh nào là đỉnh? A đúng không? Anh này là giao điểm, anh này là đỉnh. Và trong cái suy luận của chúng ta là từ A chúng ta đặt câu hỏi là vuông đến mặt FBC kiểu gì? Thì đây là lúc các em phải bắt đầu phải suy luận xem nó rơi vào kỹ thuật 1 hay kỹ thuật 2. Bởi vì chắc chắn là dùng sang dạng 2 rồi. Bởi vì mặt FBC nó phải mặt đáy đó. Đúng không? Nó là mặt bên. Thì đối với bạn bài là kỹ thuật 1 hay kỹ thuật 2? Thảo bảo 1. Nếu mà là kỹ thuật 1 ý, thì mặt FBC phải chứa đường cao SA đúng không? Mặt FBC phải chứa đường cao SA không? Loại chưa? Kỹ thuật 2 là gì? Là mặt FBC không chứa đường cao. Và cái cạnh này, cái cạnh còn lại ấy, mình xác định góc ấy, nó chính là đường cao luôn, là SA chưa? Có hiểu ý thế đó không ạ? Vậy thì đúng là kỹ thuật 2. Và kỹ thuật 2 chúng ta sẽ kể mấy đường? Hai đường. Nào ơi, đường thứ nhất nhá. Là từ A này, ta kể vuông góc đến cạnh đối diện của mặt FBC. Giống hệt kỹ thuật 1 nhá. BC nằm dưới đáy và A nằm dưới đáy chưa? Trả lời cho thầy, từ A đường nào vuông góc với BC rồi? Có những cái đường mà mình không cần phải dựng thêm, nó có sẵn đúng không các em? Thì chúng ta có AB chưa? Rồi, mình viết vào đây. AB vuông góc với BC, được chưa cả lớp? Đến cái đoạn đường thứ hai thì tập trung vào cái mẹo nhá. Cái này mình để thầy viết cho các bạn theo cái lời dẫn ấy, nó rất là khó. Hãy nhìn này, mình vừa kẻ vuông tại đâu? Thì viết B vào đây. Dễ không ạ? Cái mặt FBC đỉnh là điểm nào? Thì SB sẽ nối vào với nhau. Xong chưa? Và vẫn kể từ gì? Từ A. Một đường nào đó vuông với SB là xong gì? Bài này không có, mình kể bất kỳ AK đi chẳng hạn.
Đấy, thế thì từ đây nhá, các bạn tự tin suy ra luôn AK chắc chắn nguồn gốc với mặt SPC. Và chân góc của tôi là K. Mà bên chân góc của tôi xác định góc luôn là góc ASK. ASK là góc này. Nhưng khi đi tính ấy, thì đừng có lấy góc ASK mở rộng nó ra. Cái đường SK kéo dài là SB chưa? Thì chính là góc ASB. Đấy, làm trắc nghiệm các bạn nếu mà nắm được phương pháp làm đúng 30 giây là các bạn làm mấy cái câu khó này dễ vô cùng luôn. Mơ thầy sẽ chứng minh làm một lần nữa nhé. Chắc chắn là nhiều bạn vẫn chưa hiểu tại sao chứng minh được mình kể như thế này là đủ điều kiện để mình làm tiếp rồi. Nhưng thầy vẫn chứng minh lại một lần để cho các em hiểu vấn đề. Nào bơi các bạn nhìn này. Khi chứng minh ý, thì cái việc mình kể ở đây cũng giúp mình có một cái luận điểm giống kiểu bạn viết văn ấy, để các bạn làm. Đầu tiên AB móc với BC trước. Nhìn dòng thứ nhất này, AB móc với BC thì có phải chúng ta có BC móc với AB không? Em nghe là BC móc với cả cái gì? NA. Thế thì suy ra là BC của thầy vuông góc với mặt SA gì? Được chưa? Và vuông góc luôn với cả AK chưa? Có hiểu không ạ? Cái mình đang cần chứng minh AK vuông góc với mặt SBC mà. Thì mình lại có AK vuông góc sang với BC chưa? Mà tôi kể AK vuông góc với SB chưa? Đấy. Nhìn luôn chứ mà. AK dòng thứ hai này vuông góc với SB rồi. Vậy có phải là đủ dữ kiện mình suy ra đây không? Xong bài cho cả lớp. Ok chưa? Hiểu cách chứng minh chưa? Mình phải hiểu nguyên lý. Thế thì sau khi chúng ta có đến đây rồi thì xác định góc được rồi thì mình đi tính nhá. Đi tính góc này thì dễ rồi đúng không các em? Bởi vì đề bài cho AB bằng 1 và SA là căn mấy đây? Căn 2. Chúng ta dùng đối trinh kề là tan sẽ là 1 trên căn 2. Cái này tự tính nhá. Ở đây thì thầy đang muốn nói cho em cái phương pháp của việc tính thì góc nào cũng như nhau. Đúng không? Đi tính thì các em xác định góc thôi là tính bài nào cũng như nhau rồi. Và tính không phải là phần quan trọng của cái bài này. Các lớp hiểu cái cách xác định góc chưa? Bơ đi ví dụ tiếp theo nhá. Nào, SA với SCD nào. Chúng ta làm 10 giây nào. SA với mặt SCD. Đây, tô màu xanh vào đi cho các bạn dễ nhìn. SCD giao điểm là gì? Giao điểm là gì các bạn? S. Rồi, bài này mình sẽ không chứng minh nữa nhá. Vậy đỉnh là gì? A đúng không? Đấy. Chân góc là từ A, ta kể góc đến SBC, SCD đúng không? Kể như thế nào? Mình cứ đi vào phương pháp này. Đầu tiên là rơi vào kích thước 1 đến kích thước 2. Mặt SCD có chưa đường cao đâu. Mà đường SA là đường cao đúng không? Vậy rơi vào kích thước 2. Kích thước 2 tôi phải kể hai đường. Đầu tiên chính là từ A ta kể đường nào đó vuông góc đến cạnh đối diện nằm trong mặt SCD đúng chưa? A nằm trong mặt đáy gì? Nhìn vào đáy, đối diện là CD chưa? Từ A thầy kể vuông góc về CD của gì? Nếu đấy lúc đầu giờ thầy đã gợi ý cho các bạn ấy. Thế là mình phải nhìn rõ hình này nhá. Hình này là hình thang vuông, có đáy to gấp đôi đáy gì? Đáy nhỏ. Ok chưa? Chắc chắn từ A vuông góc với CD là đường AC này. Nhớ thầy tính chất đấy nha, để làm trắc nghiệm em nhanh hơn thằng khác em nhớ được những cái này. Chắc chắn luôn. Thầy chứng minh lại cho các bạn luôn nhá. Chúng ta vẫn lấy Y là trung điểm của AD này. Bây giờ các bạn nhìn. Nếu thầy lấy Y là trung điểm của AD nhá. Thì có phải AI bằng 1 không? Và ID bằng 1 chưa? Có đúng không đã? Ok chưa? Và lúc nãy chúng ta chứng minh được AICB là hình vuông rồi. Thì IC cũng là bằng 1 không? Đúng chưa? Tam giác nào mà có đường trung tuyến này ứng với một nửa cái cạnh đối diện ấy, nó chỉ có thể là tam giác gì? Tam giác vuông thôi. Chứng minh được chưa các bạn? Còn nhớ tam giác vuông có đường trung tuyến ứng với cạnh huyền thì bằng một nửa cạnh huyền không? Đúng không các em? Thì ở đây chúng ta không biết tam giác ACD là tam giác gì, nhưng nó có đường trung tuyến CI và bằng một nửa cạnh đối diện. Vậy nó phải là hình gì? Nó phải là tam giác vuông tại cái đỉnh C này. Được chưa các em? Hoặc ngày xưa lớp 9 ấy, có một cái chứng minh rất là hay này. Lớp 9 hình đường tròn ấy. Đây nhá, nhìn đây nhá.
Em có công nhận với thầy ấy là IA bằng ID bằng IC bằng 1 chưa? Tức là Y sẽ là tâm đường tròn đi qua mấy điểm? A, C, D. Đúng chưa đã? Và cái thằng IA, IC, ID này đều là bán kính chưa? Đúng không em? Mà AD lại còn gấp đôi bán kính, tức là AD phải đi qua tâm và là đường gì? Đường kính. Hiểu ý thầy nói không ạ? Và các bạn học rồi, góc nội tiếp chắn nửa đường tròn thì phải là tam giác gì đấy? Giống luôn. Đúng rồi, chỉnh chứng minh cho cô giáo sợ luôn. Được chưa? Thì đi thi không cần kem phải nhớ cái này, nhớ cho thầy luôn. Hình thang vuông mà có cạnh này gấp đôi cạnh này, vuông ở đây, thì AC bóc về CD cho các bạn. Xong chưa? Nào chúng ta quay về đoạn xác định góc nhá. Bước 1, từ A kẻ vuông góc đến cạnh đối diện, chúng ta có AC vuông góc về CD. Bước này thầy nghĩ là bạn nào cũng làm được rồi. Thầy cần các em nhớ cái bước thứ hai này. Dùng nhẹo đây này. Mình vừa kẻ vuông tại đâu? Thì viết C vào xuống dưới. Được chưa? Nhìn lên tam giác SCD đỉnh là anh nào? Viết F vào đây. Dễ không? Và vẫn từ A ta hạ một đường vuông góc với SC là xác định được chân vuông góc chưa? Đấy, khi em kể bất kỳ thôi, gọi là H chẳng hạn. Đấy. Thì tự tin không cần chứng minh, bởi vì chắc chắn là sẽ chứng minh được là AH vuông góc với SCD. Và chân góc của mình sẽ là AS gì đây? AH. AH. Và góc nào? Góc này. Và khi em đi tính thì đừng nhìn giới hạn ở AH nhé. Các em đẩy ra là AS gì đây? ASC. Các em hiểu bài chưa? Hai ví dụ này để đủ các em làm thêm ví dụ chưa? Bây giờ các bạn phải ngồi làm thì mới nhớ được. Bơ cả lớp làm thầy hai ví dụ đi. Các bạn nghe này, mở rộng hơn này. Ở cái kỹ thuật 2 ấy, thì không bó buộc cái cạnh của các em phải chứa đường cao đâu nhá. Ok chưa? Bởi vì trong tài liệu có thầy cho những câu ấy, cái cạnh của chúng ta sẽ góc không phải là chứa đường cao. Nhưng mình vẫn làm theo kỹ thuật 2. Thì mở rộng hình như này. Là lúc em xác định cho thầy Giang cái đoạn là đỉnh giao chân ấy. Có hiểu ý thầy nó không ạ? Ở cái vị trí đỉnh này này, nếu mà em nhìn cái đỉnh đấy nó là chân vuông góc của cả cái khối chóp hoặc là lăn trụ hoặc là hình hộp. Được chưa? Đấy, đặc biệt tại đỉnh nhá, nó là chân vuông góc của cả hình. Thì vẫn dùng kỹ thuật 2 như bình thường. Thầy sẽ ví dụ cho các bạn trường hợp rất đơn giản. Nha. Ví dụ nhá, thầy vẫn yêu cầu các em xác định góc giữa SA với mặt FBC. Thì ai cũng biết là mình cũng dùng kỹ thuật 2 rồi, bởi vì mặt FBC không phải đường cao. Và SA là đường cao chưa? À, mặt FBC không chưa đường cao và SA là đường cao đúng không? Ai cũng biết dùng kỹ thuật 2 rồi đúng không? Nhưng mà ví dụ thầy yêu cầu xác định góc giữa anh AC với mặt FBC. Bạn thấy nó lạ hơn chưa? Cái thằng này lại khó xác định này. Bởi vì mặt FBC không chứa đường cao, nhưng AC lại không phải đường cao. Đúng không? Khi ấy dùng cái mở rộng của thầy nhé. Nhìn này. Giao điểm là gì? Giao điểm là sau này là AC. Đỉnh là gì? Thì có phải bài toán sẽ kể từ A vuông góc đến mặt FBC không? Đỉnh của các bạn mà là chân vuông góc của cả hình thì vẫn dùng kỹ thuật mấy? 2. Hiểu cái gì đó không ạ? Làm thử luôn nhá. AC với SCB giao điểm là C này. Thì các bạn có thấy ngay là từ A kẻ vuông góc đến FBC chúng ta vẫn kẻ hai đường không? Thứ nhất là từ A thì kẻ vuông góc với cạnh đối gì? Cạnh đối diện. Đấy, chúng ta vẫn có là AH vuông góc với BC được chưa? Nhưng mọi khi vuông tại H thì viết H vào bên dưới. Đỉnh của FBC là gì? S. Đấy. Và ta kể AK góc SH là xong. Nhưng mà khi đấy không phải là góc ASK đấy nhá, mà điền K ở đây này. Đó là ACK.
là góc nào? Góc này. Có công nhận không? Em đọc cứ đúng theo công thức rồi. Đỉnh, giao điểm, chân một góc A, C, K. Các bạn hiểu chưa? 10 giây câu này này, nhìn nhá. Bài toán IC ở đây thì ghi nhận nhá, là IC tính sin góc giữa AC với mặt FBC đúng không? AC là đường này. Nào bây giờ đầu tiên là phân tích cho thầy nhanh kỹ thuật 1, kỹ thuật 2. Thứ nhất này, mặt FBC không phải là mặt đáy, không phải là dạng bụt đúng không? Và là mặt bên thì mặt bên không chứa đường cao, cũng loại luôn kỹ thuật 1 chưa? Kỹ thuật 2 sẽ được áp dụng nếu trong đường AC này có chân mũ góc của mình. Có chân mũ góc không? AC chứa A là chân mũ góc chưa? Làm ơi mình dùng công thức nhanh này, xác định này. Giao điểm của AC và SBC chúng ta có là C. Đỉnh sẽ là A. Và xác định góc từ A đến mặt FBC. À không phải xác định góc mà xác định chân mũ góc đúng không? Đấy, đúng kỹ thuật 2 rồi, bởi vì là A là chân mũ góc của hình. Thế bây giờ chúng ta kể hai đường. Thứ nhất, từ A thầy kể vuông góc đến cạnh đối diện. Cạnh đối diện là cạnh nào đi Hiệp? FBC thì cạnh đối diện với cả A trong mặt đáy là BC đúng chưa? Thì bài này đừng có kể vội, mình xem hình là hình gì. Hình vuông đúng không? Thì là chúng ta có A gì? Và đến đây thì xong rồi, bước thứ hai rất là dễ đúng không? Vuông tại B viết B vào chỗ này. Và ngó lên cái mặt FBC đỉnh là gì? Thế thì là S gì? Được chưa? Và từ A chúng ta kể một đường góc đến FB là xong đúng không? Ừ, AK đi chẳng hạn. AK47, chính xác. Xong bài chưa? Không đi chứng minh góc là ACK. ACK. Đấy. Bởi góc này hơi chéo đấy nhá. Qua nhìn được góc này không? Super bé này. ACK góc này chưa? Nhìn thấy góc này chưa? Ok không các bạn? Đi tính nhá. Trước khi đi tính thì nhìn nó tam giác gì? Đầu tiên là mình có AK vuông góc với mặt SAB ấy. À, AK vuông góc với SB rồi thì nhớ cho thầy mặc định là khi mình kể này mình chứng minh được luôn là AK vuông góc với mặt SB gì? Đúng không? Bởi vì cái tôi muốn kể là từ A kể vuông góc đến mặt FBC tại K mà. Thì chắc chắn AK sẽ vuông mặt FBC rồi. Mà CK nằm trong mặt FBC chưa? Vậy suy ra cái tam giác này của chúng ta trừ cái góc này này, nó là tam giác vuông tại đâu? K thầy không ký hiệu nhá, bởi vì nó rất là hẹp rồi. Đấy thì chúng ta ghi là tam giác ACK vuông tại K. Thì đề bài người ta yêu cầu là tính sin đúng không? Đúng ok. Vuông tại K này. Sin của góc này nhá. Đấy, góc C này nhá. Thì là đối trên huyền, huyền là cái nào? Vuông tại K thì huyền là A gì? AC. Vậy đối là AK trên AC, đối trên huyền. Đấy, vậy chúng ta sẽ suy ra là sin alpha sẽ bằng AK trên AC. Nào tính nhá, tập trung nghe đoạn này. Hình vuông có cạnh là bằng 1. Thế thì AC tính nhanh luôn cho thầy đừng chờ là lấy 1 nhân căn lấy. Đúng chưa? Vậy cái mình không biết là AK đúng chưa? Thầy dạy các bạn nhá, AK là cái gì của tam giác SAB? Đường cao, SAB vuông tại A rồi, AK đường cao. Thì nhớ cái công thức hệ thức lượng này. Bởi vì sang cái phần khóa kem dùng công thức này rất là nhiều. 1 trên S, 1 trên AK bình sẽ bằng 1 trên SA bình cộng với 1 trên A gì? AB bình. Đấy. 1 trên AK bình bằng 1 trên SA bình. Nào tính của thầy đi nào. Kem thay SA đây, SA bao nhiêu đây? Căn mấy? Căn 3, thì là 1/3. AB là 1 chưa? Cách tính này, ngẩn nhá. Em tính kết quả này vào nghịch đảo thì ra AK bình nhá. Rồi căn bậc mấy? Bậc 2. Cộng vào nghịch đảo rồi căn bậc 2. Đấy. Bấm này xem AK ra bao nhiêu. Cộng vào nghịch đảo ra AK bình. Muốn tìm AK là lấy kết quả vừa nghịch đảo để căn bậc 2. Ra bao nhiêu? Ừ. Đấy thì thay vào đây nhá. Căn 3 trên 2 này.
AC là căn 2. Giúp họ làm nhiều đấy các bạn. Căn 6 trên 4 à? Đúng không? Có đáp án không? Đáp án nào? Rồi. Được chưa? Hiểu không các em? Nào nhìn nhá. SA với SBD nào giao điểm là gì các bạn? S đúng không? Vậy đỉnh là gì đây? Đến đây dừng lại, xem là dạng 1, dạng 2 hay là kỹ thuật 1 hay là kỹ thuật 2. Mặt SBD có chứa nâng cao không? Không đúng không? À, đầu tiên là không phải là mặt đáy đó, thì là loại dạng 1 nhá, dạng 1 là mặt đáy. Đây không phải mặt đáy, loại dạng 1, chắc chắn là dạng 2 rồi. Dạng 2 thì mình xem là SBD có chứa nâng cao SA không? Không, bỏ kỹ thuật 1 chưa? Cái kỹ thuật 2 này, mà chắc chắn là kỹ thuật 2 nếu cái đỉnh của em phải là chân vuông góc. A là chân vuông góc chưa? Kỹ thuật 2 ta kể mấy đường? Rồi, đầu tiên này, từ A thì kể vuông góc đến cạnh đối diện của mặt SBD với mặt đáy là đường nào? BD. Thì có phải là theo tính chất của hình vuông thì AO vuông góc sẵn chưa? Mình không phải kể nữa mà có luôn A gì? Vuông tại đâu? Vừa kể vuông tại đâu ạ? Viết O xuống dưới. Mặt SBD đỉnh là gì? Thì nối S gì? Đấy. Và chúng ta sẽ có gọi là quy nhá. Kể A gì? A quy. Không cần chứng minh, chắc chắn A quy sẽ vuông góc với cả mặt FB gì? FBD. Góc là ASQ. Mở rộng ra là ASO. Được chưa các em? Xong chưa? Đoạn tính toán về các em tự làm nhá. Rồi buổi hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Cho đáy là tam giác đều cạnh là A đúng không ạ? Đây sẽ vẽ hình ở trên này. H là trung điểm của AB. Thì mình lấy AB là cái cạnh bên trái hoặc là cạnh nét đứt là nằm bên trong này, tùy các bạn vẽ cái nào cũng được. Thì thầy sẽ lấy AB nằm ở đây đi. À, trung điểm là H nhá. Và SH là đường cao đúng không ạ? Vậy thì đường cao tôi sẽ dựng đứng lên. Đó. Rồi. Đấy là tam giác đều cạnh A đúng không? Cạnh là A thì nhớ là 1 này. 1 này. 1 này. SH bằng 3/4. Đó, 3/4. Vuông góc ký hiệu luôn. Bây giờ xác định góc SH với mặt phẳng FBC đúng không ạ? Mình sẽ ghi ở đây. SH và FBC thì mình phải phân tích xem nó rơi vào kiểu 1 hay kiểu 2. À, kiểu 1 mình biết làm rồi, kiểu 2 thì chưa biết, nhưng mà mình cứ phải phân tích chuẩn đã. Nào, áp dụng đúng 3 bước nhá. Đỉnh này, giao điểm chân vuông góc, bây giờ giao điểm đã. SH đâu? SH là đường này đúng không? Đấy. SBC thì các bạn nhìn cái mặt SBC của chúng ta ấy là cái mặt này. Đúng chưa? Mặt màu đen này này. Thì rõ ràng có giao điểm với cả cái anh SH là tại điểm H, à tại điểm S. Vậy thì giao điểm thầy điền S ở giữa. Đấy, và đúng theo phương pháp thì H sẽ đóng vai trò là đỉnh. Đúng chưa? Chân vuông góc là các em sẽ xác định là từ H kẻ xuống mặt phẳng FBC là điểm nào. Đấy. Thế thì các bạn chú ý nhé, bài này có phải kiểu 2 hay không? À, kiểu 1 hay không? Kiểu 1 là gì? Là mặt phẳng này phải chứa đường cao. Thế các bạn nhìn là đường cao là SH rồi. Đường cao hình SH mà, thì FBC có chứa đâu? Vậy thì kiểu 1 không phải. Đúng không? Kiểu 1 không phải. Loại nhá. Thì nó là kiểu 2 hay không? Thì các bạn nhìn đây này. Tôi muốn kẻ từ H đến mặt phẳng này, vuông góc đến mặt phẳng này, và H nó là chân góc của hình như này. Đúng chưa? Vậy thì chắc chắn bài này rơi vào kiểu 2. Kiểu 1 thì kẻ 1 đường, kiểu 2 tôi kẻ 2 đường. Đó. Thì phương pháp nghe nhá. Đầu tiên từ cái điểm H này, thầy Giang sẽ kẻ vuông góc đến giao tuyến của SBC với mặt đáy. Thì giao tuyến của SBC mặt đáy là BC đúng không ạ? Thế bây giờ các bạn đặt câu trả lời trong đầu ấy. Đó, mình tìm cái câu trả lời trong đầu là H gì vuông góc với cả FBC, với cả BC. Đó. Nhìn vào đáy nhá. Đáy là tam giác đều đúng không ạ?
thì nhớ cho thầy là có đường chắc chắn sẽ có BC, đó là đường trung tuyến. Đó, thầy sẽ vẽ đường trung tuyến AH. Alo, AI vào đây. Ok chưa? Đấy. Chắc chắn vô góc bởi vì tính chất tam giác đều mà. Rồi. Vậy thì nếu mà muốn từ H thì tôi kẻ vuông góc với BC thì tôi phải kẻ song song với A gì? AI. Vậy thì đường đầu tiên qua H thì kẻ song song với AI. Mà để ý luôn, trong tam giác ABI có công nhận với thầy là cái thằng H, ở đây gọi là HM đi, nó sẽ là đường trung bình không? Chắc chắn H là trung điểm mà. Đấy, mà anh HM song song với AI, vậy H, à vậy điểm M sẽ là trung điểm của anh BI. Được chưa? Và dễ dàng chứng minh luôn HM sẽ vuông góc với cả BC. Đây là nét thứ nhất nhá, là bước 1. Đấy. Thì vuông ở đâu? Vuông tại M đúng không ạ? Nối SM vào. Nối SM vào. Đấy. Và nét thứ hai các bạn kể vẫn là từ H. Thì bạn sẽ kể vuông với SM tương ứng. Vuông tại M thì nối SM nhá, sau đấy kẻ vuông góc với M luôn. Đó thì ở đây mình kẻ một đường bất kỳ thôi, ở đây nó không cụ thể vị trí nào cả. Mình trong không gian các bạn kẻ bất kỳ thôi. Đây gọi là HK đi. Đó. Đúng chưa? Đấy. Đúng hai đường này khi các bạn vẽ ra thì chắc chắn chúng ta sẽ xác định được góc và chúng ta chứng minh được luôn. Thì các bạn nhớ nhé, cái đường HK ở đây nó sẽ là đường vuông góc với mặt phẳng FBC của chúng ta. Đấy, hay nói cách khác là gì ạ? Từ H kẻ vuông đến với mặt FBC thì vuông tại đâu? Vuông tại K. Đấy, cho nên chân góc thầy điền luôn là K ở đây. HSK. Đấy. HSK thì góc tôi cần xác định là góc này. Thế nhưng nhiều bạn sẽ bảo là em chưa tin lắm bởi vì là em không hiểu tại sao mà thầy kẻ hai đường đấy, thầy lại nói có thể khẳng định luôn là suy ra được cái điều là gì? HK sẽ là đường vuông với mặt phẳng FBC, đúng không? Thế thôi thầy sẽ đi chứng minh cho các bạn nhé. Đó. Thì khi trình bày các bạn nói trước là mình sẽ kẻ hai đường này ra, sau đó mình sẽ chứng minh cái phần bên dưới nếu mà bạn đi thi tự luận. Nào bây giờ đến bước chứng minh này, thầy chứng minh cho các bạn này. Thứ nhất nhá, thầy nhìn vào thằng BC. Đó. BC vuông với HM, đúng chưa? Mà chắc chắn rằng BC vuông với cả SH, bởi SH là đường vuông với mặt này. Thế thì BC của chúng ta sẽ vuông với mặt phẳng màu xanh, chính là H, chính là SHM. Đúng không đã? Mà khi BC vuông với SHM rồi thì nó sẽ vuông góc với mọi đường nằm trong cái tam giác màu xanh này, trong đấy có thằng HK. Vậy thì thấy rằng có BM, à, B, BH. À, nó BC ấy nhỉ? Sao lại biết BH nhỉ? Đó. Vuông góc với HK. Đúng chưa? Đó. Tiếp theo dùng cái nét số 2 này này. Có thấy không ạ? Chúng ta có HK vuông góc với SM là bắt đầu mình kể là như vậy. Mà mình vừa chứng minh là HK vuông góc với SC, à mình vuông góc với BC. Thế các bạn nhìn thấy xem cái đường BC và SM nó nằm trong mặt phẳng nào đây? BC và SM nằm trong FBC chưa? Suy ra là chắc chắn là HK sẽ vuông góc với mặt phẳng FBC. Đấy, và từ đấy đủ dữ kiện xác định góc rồi đấy. Là góc này. Ok chưa các bạn? Thì đầu tiên các bạn hiểu cái đoạn thầy chứng minh cho đã. Hiểu cái đoạn thầy kể hai cái bước này và thầy chứng minh chưa? Còn nếu các bạn hiểu rồi các bạn comment cho thầy số 1 của phần kênh chat. À số 1 của comment rồi cả. Comment ok phần kênh chat. Sau đấy thầy dạy các bạn đi tính. Thì hai cái bước này là nó theo phương pháp nha các bạn nhé. Nó theo phương pháp đây này. Đó, theo phương pháp. Thứ nhất này là từ chân vuông góc. Tôi kể một đường này vuông góc với giao tuyến. Được chưa? Đó, sau đấy tôi sẽ kể từng đường nốt. Vẫn từ chân vuông góc. Kẻ nốt vuông góc từng đường. Đó. Bây giờ tí trước khi thầy đi tí, bây giờ là mình đang làm ví dụ ấy, tí nữa thầy sẽ quay lại cái gọi là cái phương pháp tổng quát. Đó. Nào câu số 15 các bạn nhìn như thế này. Hình chóp tứ giác đều của đáy kẹp bằng A, đáy là A đúng không? Ở hình chóp tứ giác đều đúng không? Tứ giác thì đáy là hình vuông. Đấy. Rồi. Cạnh bên bằng ở bây giờ nhớ nhá, hình chóp đều thì đường cao ấy, nó là từ đỉnh hạ xuống tâm đáy. Đó thì tâm đáy là giao của hai đường chéo này. Đó, chúng ta sẽ dựng đường cao lên, đúng không?
Rồi, ok. Bơ thời gian nối vào đi. Đó, nối vào, nối những cạnh bên vào. Rồi. Thì chúng ta có là S này, A, B này, C này, D này. Thì đây là O nhá. Rồi. Cạnh bên bằng căn 2 nhé các bạn nhé. Đó, tứ giác đều có tất cả các cạnh bên đều bằng nhau. Chú ý cho thầy điều này. Đấy là bằng A, đấy là hình vuông là A nha. Đó, mình nhớ cái đấy. Rồi, SO nhé, là đường cao này. Đó. Bây giờ bài toán yêu cầu là xác định góc giữa SO với phần FBC. Được chưa? Thế mình phải phân tích. Nào, giao điểm là gì ạ? Giao điểm của SO với FBC, đây là SO này. À, FBC là mặt màu xanh này. Đó. Đó, thì em thấy ngay giao điểm là S rồi, mình viết ở giữa. Điểm còn lại sẽ đóng vai trò là đỉnh đúng không? Và bài toán yêu cầu là từ O tới kẻ vuông góc đến mặt phẳng FBC, đúng chưa? Nào, bây giờ thầy sẽ hỏi đáp nhá, hỏi đáp để các bạn nhớ này. Đầu tiên này, phương pháp này. Thứ nhất mình phải xem là kiểu gì đã, kiểu 1 hay kiểu 2. Thì xem có phải kiểu 1 không bằng cách là nhìn xem mặt FBC có chứa đường cao không? Thì cái mặt màu xanh đâu chứa đường cao hết đâu. Vậy thì kiểu một loại. Chắc chắn là kiểu 2. Khoảng cách từ một điểm là chân vuông góc. O là chân vuông góc chưa? Kẻ vuông đấy với đường màu xanh. Thế bây giờ bước thứ nhất là tôi kẻ từ O một đường nào đấy vuông góc với giao tuyến của FBC với mặt đáy. Thì rõ ràng mặt màu xanh với mặt đáy là B gì đây? BC đúng không ạ? Đấy. Thế thì đầu tiên thầy Giang sẽ kẻ từ O vuông góc với BC bằng cách lấy trung điểm của BC. Thế thì chất hình vuông chắc chắn rằng cái đường này nó sẽ vuông góc. Đúng chưa? Thầy gọi là OI đi. Điểm này là I nhá. Chắc chắn là vuông góc. Xong đấy. Xong cái bước kẻ thứ nhất. Bước kẻ thứ hai là có I rồi. Nối ngay SI vào. Tương ứng. Đấy. Và tôi kẻ OH vuông góc với SI là xong. Đấy, đúng không? Chỉ cần kẻ từ O vuông góc với đường SI vừa mới mở kẻ là xong bài. Nếu mà làm trắc nghiệm thì không cần phải chứng minh nữa. Đấy, có luôn. Đúng không ạ? OH chứ thầy lại viết nhầm. Đó, suy ra. Đấy, đủ dữ kiện OH vuông góc với mặt phẳng FBC. Vậy thì rõ ràng từ O vuông góc với mặt này là vuông tại H rồi. Góc của tôi cần xác định là OSH. OSH. Ok chưa? À bây giờ đi tính nhá. Đấy thấy chưa? Bây giờ cái đường này mình thấy ngay góc này nó nằm trong tam giác nào đây? Tam giác SOI rồi. Mình đẩy nó vào đi, mình đi tính là xong. Vuông ở đâu đấy ạ? Vuông tại O luôn, đúng không? SO góc mặt đáy thì vuông OI rồi. Rồi bây giờ đi tính nhá. Thì bài này mình chưa biết cái SO đúng không? Chưa biết cái gì cả. À, bài này tính hơi bị hay này các bạn nhìn nhá. Bài này biết OI tại sao? Bởi vì OI theo tính chất hình vuông ấy thì bằng một nửa của một cạnh hình vuông đúng không? Nghĩa là OI bằng một nửa CD thì bằng 1/2. Ngoài ra mình chưa biết cái cạnh nào cả. À, bây giờ làm như thế nào bây giờ? Thế các bạn để ý là bài này còn cái cạnh nào mình chưa dùng. À, đó là cái dữ kiện cạnh bên mình chưa dùng thế nào cả. Cái cạnh bên dùng để làm gì? Để tính SO đó các bạn ạ. Các bạn nhìn nhá. Đầu tiên này, thầy sẽ đẩy cái thằng SO này, cái đường màu vàng này vào một cái tam giác trừ cạnh bên. Đúng chưa? Thì thầy đẩy vào tam giác SOC đi. Đúng chưa? SOC thì vuông tại O nhá. Thì các bạn nhìn này, thứ nhất OC mình biết nhá. OC bằng một nửa của AC đúng không ạ? Mà học công thức tính nhanh đường chéo hình vuông chưa? Hình vuông cạnh là hai à cạnh là A thì đường chéo là lấy cái cạnh này nhân với cả căn 2. Thì ở đây sẽ là 1 trên căn 2 chia cho 2. Đó, vậy tóm lại là bằng căn 2 trên 2 nhá. Rồi thế thì ở đây chúng ta sẽ tính được cái thằng SO dựa theo Pitago các bạn ạ. Trong tam giác SOC, SO sẽ bằng SC bình trừ đi OC bình. Thay số vào nhá. SC là bằng căn mấy đây? Căn 2. Để bài cho rồi này. Bình phương đây là 2. OC bình thì là 1/2. Đó, các em bấm máy tính đi xem bao nhiêu đấy.
căn của 2 trừ đi 1 phần 2, kết quả thì ra có là căn 6 trên 2. Xong bài đấy. SO tôi biết, đúng không? Đấy. OI tôi cũng biết. Thế quay về cái tam giác mình cần tính góc. Mình suy ra đây này. Lại tan đúng không ạ? Tan alpha sẽ bằng đối trên kề, nghĩa là OI trên SO. Tôi thay vào thôi. Đây, SO đây. Đấy, đúng chưa? OI đây. Vậy chúng ta có là gì? 1 phần 2 chia cho căn 6 trên 2. Kết quả là 1 trên căn 6. Vậy thì các bạn bấm máy tính đi, nó sẽ là xấp xỉ bao nhiêu đây ạ? Sin tan của 1 phần căn 6 thì kết quả thì có là xấp xỉ 22 độ nhé. 22 độ khoảng 12 phút thì rõ ràng gần nhất là làm tròn thì chúng ta để vẫn là để 12 nhé, à vẫn là để 22 nhé, gần nhất là 22. Đó, chúng ta có đáp án D. Ok, chào câu 16 nhé. Cho tứ diện ABCD tất cả cạnh đều bằng A, đúng không? Thì đây là bài tứ diện đều. Thì lấy đỉnh là A này. Đấy, còn tam giác đáy là BCD. Đấy là tam giác đều đúng không ạ? Mình vẽ nó ra. Rồi. Nhớ nhá, cứ tứ diện đều hoặc hình chóp đều thì luôn luôn xác định tâm đáy. Tâm của tam giác đều là trọng tâm. Mình lấy một cái đường trục tuyến. Đó. Sau đấy các em chia làm 3 phần bằng nhau. Đấy, và đường cao sẽ dựng từ tâm đáy dựng lên đúng không? Cái này thầy nói mấy lần rồi. Ok chưa? Ok. Đúng không ạ? Chúng ta có là ABCD. Đấy, và cũng không cần chứng minh đúng không? Chúng ta có luôn, anh này thì gọi là O đi. Chúng ta sẽ có là đường cao là AO luôn. Y là trung điểm cạnh BC. Ở thế thì ở đây mình dùng luôn, ở đây đây là Y này này. Thì các bạn nhớ nhá, nếu Y là trung điểm BC mà O là trọng tâm ấy, thì chắc chắn cái đường đi DI ấy nó sẽ đi qua O đúng không? Bởi vì đường trung tuyến luôn đi qua trọng tâm mà. Cái này các bạn để ý vẽ cho chuẩn. Nếu không đến lúc vẽ vào thì lại không thẳng hàng, lại dở hơi, nhìn buồn cười lắm các bạn. Hiểu chưa? Đấy, mình vẽ như này nó chuẩn này. Xong nhá. Thế thì mình bỏ luôn đường cao, đường cao này đi. Mình lấy luôn là đường cao DI luôn. Đấy, cho nó đỡ rối hình. Xong nhá. Rồi bây giờ tính góc giữa AB với mặt phẳng ADI. Đấy, đúng không? AB với ADI tính như thế nào? Nào, mình lại làm các bước này. AD đâu nhỉ? AB đây. ADI đây. ADI vẽ màu đen nhá cho nó rực rỡ nhá. Đó. Ok chưa? Nào, giao điểm đúng không? AB với cả AD giao điểm là A rồi, đúng không? Nhìn cái tên chung là biết thế ngay. Điền ở giữa. Đấy. Vậy thì đỉnh sẽ là gì đây? Là B. Đấy. Thế bây giờ đố các bạn là kiểu 1 hay kiểu 2? Nào. Đố các bạn nào. Nào bây giờ thầy hỏi thầy mời bạn là mời bạn nào bây giờ nhỉ? Lâu lâu chưa nghe xong bạn nào nhỉ? Mời Mạnh nào, Mạnh con em ạ. Cứ trả lời đi không sao đâu, thầy sẽ gợi ý. Cứ alo đó nào. Cho em kiểu 1 thầy. Kiểu 1 chính xác. Đấy, Mạnh chứng tỏ là một bạn rất là nhiều kiến thức cũ. Là kiểu 1. Tại sao? Bởi vì cái mặt phẳng này có chứa đường cao các bạn. Mặt phẳng này chứa đường cao AO đây này. AD chứa AO chưa? Vậy thì mình có cần phải kẻ mấy đường đây các bạn? Có cần phải kẻ hai đường không? Không. Kiểu 1 thì kẻ mấy đường? Một đường thôi. Đúng chưa? Đó là từ B này này. Tôi kẻ qua cái cạnh đối diện. Và cái cạnh đấy nó nằm trong cái mặt phẳng màu xanh. Thì à, mặt phẳng màu đen. Thì đối diện của B ấy các bạn. Đúng chưa? Đối diện của B ấy, nó là cạnh CD. À là cạnh DI chưa? Đúng không? DI nằm trong cái mặt màu đen mà đối diện với B chưa? Thế bây giờ câu hỏi là từ B kẻ nào vuông góc? Ôi mèn đét ơi, đấy là tam giác đều rồi, thì chắc chắn là đi vuông góc với BC tại gì đây? Tại Y chưa? Đúng không ạ? Thế cái đường mà từ B ấy, mà vuông góc với CD ở đây ấy, nó chính là BI.
Các bạn công nhận với thầy điều này không ạ? Đó, thế là xong rồi đây này. Mình chỉ cần làm như thế thôi là xong. Xong bài luôn. Chính là cái đường này. Là cái đường này. Đúng chưa? Đó, chứng minh luôn cho các bạn xem nhé. Chứng minh này này. Tôi có BI vuông với DI. Mà tôi có BI chắc chắn rằng vuông góc với SO. Bởi vì vuông góc với AO. Bởi vì AO là đường cao của hình. Suy ra là BI sẽ vuông với cả cái mặt phẳng màu đen. Chính là ADI. Thì đúng cái mình cần xác định góc chưa các bạn? Đấy, vậy chân của góc là I. Đỉnh là gì? Là B. Góc là 3BAI. BAI là góc này các bạn ạ. Bây giờ nếu mà các bạn hiểu rồi, các bạn comment. Đấy. Mạnh đẹp trai nào, comment Mạnh đẹp trai phần cái chat nào, bởi vì Mạnh nhớ kiểu mục. Đấy, quan trọng là bạn nhớ kiến thức. Thầy định gợi ý ấy, nhưng mà bạn nhớ Mạnh đẹp trai phát nào. Nào xác nhận nhá, trước khi thầy đi tính, hiểu tại sao là kiểu một chưa? Và kiểu một phương pháp làm như nào, ôn lại chưa? Kiểu một kẻ một đường, kiểu hai kẻ hai đường. Nhớ đơn giản như thế thôi. Comment Mạnh đẹp trai phần kính chat nhá. Nhanh. Đẹp trai xứng đáng gì nữa. Quá xứng đáng. Còn hơn mấy bạn là các bạn lười, các bạn không xem video, các bạn không nhớ. Nào nhanh lên để thầy còn đi tính nào. Đấy. Rồi nhá. Mới có Hoàng Anh Trường Thành với cả Phạm Khải là mấy ông này không công nhận độ đẹp trai của người ta à? Đấy, comment lên gì nữa. Nào bây giờ đi tính nhá các bạn nhá. Đi tính này. Bây giờ các bạn nhìn này. Mình muốn làm như sau, đúng không? Đi tính thì mình cứ đẩy vào tam giác thôi. Thì có luôn tam giác vuông. Tại sao thì lại bảo tam giác vuông? Bởi vì khi cái thằng BI này vuông góc với mặt phẳng màu đen ấy, thì nó cũng vuông góc nốt cái đường AI, đúng không? Vuông góc với mọi đường mà. Đó thì vuông góc đường AI chưa? Và từ ở đây chúng ta sẽ đẩy ngay vào tam giác vuông. Đó là tam giác vuông ABI. Được, cứ tam giác vuông thì kiểu gì dùng lượng giác đúng không? Bây giờ dùng lượng giác thì mình xem là biết những cạnh nào. À hình chóp, à hình tứ diện đều có tất cả các cạnh đều bằng A. Úi dồi ôi, tuyệt vời các mặt trời rồi. Tất cả các cạnh đều bằng A thì cạnh bên là bằng A, nghĩa là bằng 1. BC bằng 1 đúng không? Đó, bởi vì tất cả cái bên bằng cạnh đáy mà đều bằng A. Thế thì BI bằng 1 nửa, nghĩa là 1 phần 2. Đối trên huyền nhá, đối trên huyền nhá, vuông tại Y nhá. Đối trên huyền là hàm sin. Sin alpha sẽ bằng BI trên AI. Thay vào 1 phần 2 chia 1. 1 phần 2. Từ đấy tôi tính alpha bao nhiêu đây? Xếp sin của 1 phần 2 hình như bằng 60 độ. Thầy không nhớ lắm. À, nó bằng 30 độ các bạn ạ. Chúng ta đáp án gì đây? Đáp án A. Các lớp hiểu cái này chưa? À. Ok. Cho hình chóp SABC với đáy là tam giác vuông tại B đúng không ạ? Rồi ok, thì chúng ta vẽ hình ra này. Đây. Vuông tại B đúng không? SA góc với mặt đáy. Rồi mọi thứ nó rất là tường tận rồi. Rồi ok nha. Rồi. SABC. B này. Rồi nha. Đó. Rồi bây giờ các bạn nhìn nhá, chúng ta sẽ có cái gì ạ? Góc giữa anh góc giữa SC với mặt phẳng SAB đúng không? Thì SAB là cái mặt phẳng này chứa đường cao với đa rồi, nó là kiểu một. Đấy. Thì phương pháp là gì? Là từ C. À đâu, từ tiêu mình xác định đấy chứ. Đỉnh này giao điểm đúng không? Giao điểm của SC với SAB thì là S đúng không các bạn? SC thì rõ ràng là trùng S rồi. Đấy. Vậy mình điền S ở giữa. C sẽ đóng vai trò là đỉnh. Và câu hỏi các bạn đặt trong đầu là từ C kẻ vuông đến mặt phẳng này vuông tại đâu? Đó. Thế thì ở đây chúng ta hiểu như sau này. Kiểu 1 đúng không? Thì theo phương pháp là từ C tôi kẻ vuông với cạnh đối diện của nó. Thế đối diện của C là cạnh nào? Đó, C nằm trong mặt đáy thì đối diện của nó là cạnh AB. Đấy, thế thì từ C tôi kẻ vuông với AB. Tôi kẻ vuông tại đâu đây? Có sẵn luôn rồi.
BC vuông góc đấy, rất là rõ ràng, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta viết luôn ở đây là B vuông tại B, chứng minh đúng không? Chứng minh nhá, chứng minh mình cho nó chắc nhá, các bạn nhìn nhá, chứng minh này. BC vuông với AB. Đấy, BC vuông với LA. Suy ra BC vuông góc với mặt phẳng LAB. Đúng chưa? Đó. Rồi, bây giờ sau khi mình có góc rồi mình đi tính nó, CSB là góc này. Thì bạn suy ra luôn nhá, chắc chắn rằng BC sẽ vuông góc luôn với cạnh còn lại, đó là cạnh SB. Đúng chưa? Đấy, để chúng ta có cái tam giác SBC chứa góc này và nó vuông. Bây giờ mình đi xét tam giác này, mình đi tính. SA bằng A nghĩa là 1 này. Đấy. Góc BAC bằng 60 độ. À, góc này bằng 60 độ. Rồi, BC bằng căn 3. Đó. Thì các em tư duy nhá. Muốn tính góc thì trong cái tam giác SBC chúng ta phải biết hai cạnh. Thì mình mới biết cạnh BC nó thiếu một cạnh nữa, đúng không? Thì bài này chắc chắn mình sẽ dùng. Mình bài này tính nó khó nhé, còn xác định góc thì dễ. Thì các bạn chú ý cái dữ kiện mình chưa dùng bài này, đó chính là cái thằng góc 360 độ này và cái cạnh anh SA này là mình chưa dùng. Đó, thế bây giờ các bạn nhập đấy, nhìn vào ở tam giác đáy đi, trừ cái góc 60 độ này, các bạn biết cạnh BC thì chắc chắn các bạn tính được AB, đúng không ạ? Đó, thế thì ở đây thời gian sẽ xét cái tam giác ABC trước. Đó, đúng không? Bây giờ tính cạnh AB nhá, thì chúng ta dùng là đối trên kề, tan 60 độ sẽ bằng BC trên AB. Vậy thì đấy, suy ra AB sẽ bằng BC trên tan 60. BC là bằng căn 3 đúng không? À, tan 60 cũng bằng căn 3. Vậy thì AB bằng 1. Rồi. Thế từ đấy chúng ta nhìn vào cái tam giác còn lại là tam giác SAB. Mình tính được SB các bạn. Đó, đúng không? Rất là dễ nhầm. Tam giác SAB thì mình có anh này là tam giác vuông mà là có hai cạnh, mình đã biết rồi. Dùng lượng giác SB sẽ bằng căn bằng 2 của SA bình cộng AB bình. Mà SA bằng 1, AB bằng 1. Vậy thì SB bằng căn 2. Đó, thế cuối cùng chúng ta mới đi xử lý cái anh còn lại, là cái anh góc của chúng ta đã cần tính đến này. Tính được rồi nhá, đủ dữ kiện tính rồi nhá. Nhìn vào tam giác SBC. Đó. Chúng ta có cái gì? Trong tam giác SBC mình biết cạnh này là bằng căn 2 và cạnh này bằng căn 3. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ tính được góc là bằng đối trên kề, tan sẽ bằng BC trên SB bằng căn 3 trên căn 2. Đó, chúng ta lấy máy tính bấm như này. Shift tan của căn 3 phần 2, đúng không? Kết quả xấp xỉ là 50 độ. À, xấp xỉ 50 độ 46 phút. Thì ở đây thời gian chọn đáp án gì đấy? Đáp án B. Ok chưa? À, rất tiếc Tâm làm ra nhanh nhất nhưng mà lại nhầm. Cả lớp đã ok câu này chưa? Nếu mà các bạn hiểu rồi, các bạn comment cho thời gian phần cái chat là 18B. À, ok chưa? Do you understand? Bạn Hùng nào vừa vào đấy nhỉ? Đây là lớp VIP của thầy nhá. Bạn nào mà ở trong nhóm Zalo vào quên mất thầy chưa đổi pass. Bạn nào mà vào tự động ao đấy nhá. Thầy đang là lớp VIP. Bây giờ Chu Phương Thảo ghi cả Chu Phương Thảo mà hoặc Bích Hảo. Cẩn thận thế chứ ạ. Cẩn thận thế chứ ạ. Ok chưa các bạn? Nhá, xong cái câu B này. Đó, à xong cái A mình xác định góc này. Rồi, bây giờ mình đi làm cái câu B nhá. Đấy, làm câu B mình làm nhanh này. Câu này thì mình sẽ trình bày ngắn gọn ra này. Góc giữa FB với mặt phẳng SAC. Đó, bây giờ mình vẽ một hình mới đi. Quên mất bài này mình trình bày nó hơi dài dòng quá. Sau thầy viết gọn một tí. Thầy xóa nhé, thầy xóa hai cái dòng cuối nhé. Các bạn chụp ảnh hay không là chữ vở đi. Thầy xóa hai dòng cuối để mình làm cái câu gọi là IB. Cái câu này thầy trình bày gọn hơn một tí. Quên mất là câu sau còn gì nữa. Mình vẽ nhanh lại nhé. Hình trên mình vẽ nó nhiều quá rồi. Rồi, ok. S A
BC nhá, bây giờ góc giữa SB với mặt phẳng SAC đúng không? Đấy. Thì mặt SAC vẫn chưa nâng cao này. Đúng các bạn? AB là SA là 1 này, AB tính là 1 này, cái này căn 3 nhá. Đấy, bây giờ mình đi xác định góc thì rất là đơn giản thôi đúng không? Rồi. Giao điểm là gì? Giao điểm là S. Đấy. Thế điểm còn lại sẽ đóng vai trò là đỉnh đúng không? Và cái câu hỏi đặt trong đầu các bạn ấy đó là từ B tới kẻ vuông góc đến mặt phẳng này thì kẻ như thế nào? Đây, SAC của tôi đây là anh màu xanh này. Đấy, thì là mặt phẳng chứa đường cao rồi, là kiểu một thì mình chỉ kẻ một đường thôi. Đúng không? Đó, tôi kẻ như sau nhá. Đó là từ B. Đúng không ạ? Tôi kẻ một đường nào đấy vuông góc với cạnh đối diện. Thì trong ba cái anh màu xanh này có duy nhất anh AC nằm ở dưới đáy với cả B đối diện với nó. Đấy, đúng không? Thì mình sẽ điền vào đây là kẻ đường nào vuông góc với AC. Đó, thì các bạn để ý nhá. Đấy là tam giác gì cả? Đấy là tam giác vuông tại B. Đúng không? Rồi. Mà lại từ B kẻ vuông góc. Các bạn ơi, phải kẻ đường 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 cao bất kỳ thôi, không có cái nào khác cả. Vậy là từ B thì giang kẻ một đường bất kỳ nhá. Là BH đi, vuông góc với cả AC đi. Nó không có thì mình phải tự kẻ. Biết làm nào. Đó. Đúng chưa? Đấy, mình kẻ BH nhá, điền đây BH đàng hoàng này. Cũng đi chứng minh luôn. BH tôi kẻ vuông góc với AC mà tôi có BH vuông góc với SA. Vậy thì đấy suy ra là BH sẽ vuông góc với mặt phẳng SAC. Và chân vuông góc đúng không? Là H. Cái góc mình cần tính nhá là BSH. Chú ý cái góc này này. Đấy, góc này nhá. Xong chưa? Mình cũng suy ra luôn. Vì BH vuông góc với SAC thì chắc chắn BH sẽ vuông góc với cả đường SH. Bởi SH nằm trong mặt màu xanh mà. Đó, thì cái tam giác chúng ta cần tính ấy, nó sẽ vuông ở H đây này. Bây giờ cái vấn đề là mình đi tính như thế nào đây? Đúng mới là vấn đề, đúng không? Đấy. Thì các bạn nhìn trong cái tam giác này mình biết những cạnh gì? Thằng SB mình biết nhá. SB tại sao thầy bảo biết rồi, lúc nãy mình vừa tính ở trên này, đúng không? SB bằng căn 2. Ông thầy vừa xóa lúc nãy đi. Viết lại nhá, SB chúng ta tính bằng cách là chúng ta lấy Pythagore trong tam giác SAB, nó sẽ là SA bình cộng với AB bình căn 2. Đấy, còn AB lúc nãy chúng ta lượng giác ở dưới đáy. Với góc này 60 độ thì chúng ta có là AB bằng 1 nhá. Đấy, ghi lại hai thông số này. Rồi. Thì ở đây chúng ta trong tam giác này mới biết SB, ngoài ra không biết anh nào khác cả. Đó, bây giờ làm như thế nào đây? Đấy, câu này nó khó ở đoạn này. Thực ra không có gì cả nhá, các bạn nhớ này. Nhìn vào tam giác dưới đáy thì chú ý cho thầy chúng ta có một tính chất đặc biệt rất là quan trọng. Là tam giác vuông mà lại có đường cao tại cạnh nguyền. Thì nhớ trước đây chúng ta sẽ dùng hệ thức lượng. Đến đây có hai cách tính thằng BH nhé, cho các bạn luôn. Cách tính thứ nhất là dùng hệ thức lượng nhé. Nhớ nhé, đường cao từng với cạnh nguyền trong tam giác vuông thì 1 trên cái đường cao đấy là BH bình sẽ bằng 1 trên cạnh góc vuông thứ nhất là AB bình cộng với 1 trên BC bình. Đấy, hệ thức lượng. Thế thì thay vào chúng ta sẽ tính được BH bình đúng không? Thay vào đi, AB là 1 rồi, 1 trên 1 là 1, BC là căn 3 là 1/3. À, thế từ đấy tính ra BH luôn. Sau bạn tự tính nhá. Thì cộng vào nghịch đảo cho căn bậc 2, 1 cộng 1/3 này, căn bậc 2 này, nghịch đảo này, thì thấy có là căn 3 trên 2. Đấy là cách tính thứ nhất. Thế ngoài ra cái cách này các bạn có thể tư duy theo kiểu khác là em dùng lượng giác. Đó. Thì các bạn nhìn thấy một cái tam giác ở dưới đáy là tam giác AHB vuông tại H đúng không? Mà góc này bằng 60 độ này. Cái này các bạn biết này, mình dùng lượng giác là đối trên huyền. Đó. Sin 60 sẽ bằng BH trên AB. Mà AB bằng 1 rồi. Vậy BH sẽ bằng sin 60. Đó, sin 60 các bạn bấm máy tính có là bằng căn 3 trên 2. Đó, thì thầy muốn dạy các bạn để các bạn biết là đấy, đi tính toán là mình có rất nhiều cái cách tính mà mình phải ý. Vậy thì mấu chốt là thầy sẽ biết BH rồi đúng không ạ? Xong rồi đấy, biết BH thì mình tính góc này rất là dễ này. Nhìn vào cái tam giác SBH. Biết SB, biết BH đúng không ạ? Đối trên huyền. Đó, sin alpha sẽ bằng
BH trên SB. Thay vào căn 3 trên 2 trên căn 2. Vậy thì góc alpha sẽ bằng, các bạn bấm đi, shift sin của căn 3 trên 2 căn 2 thì xấp xỉ sẽ là 37 độ 45 phút. Thì thời gian có đáp án gì đây? Đáp án C. Đó. Rất là ok câu này chưa? Nếu các bạn hiểu rồi, các bạn comment cho thầy Giang C nhỏ phần kính chat. Các bạn chữa vở đi nhá. Đúng không ạ? Thì bây giờ sau khi các bạn biết kẻ xác định góc như thế nào rồi thì cái đoạn sau là đoạn đi tính ấy, thì các bạn cũng phải rèn luyện. Mà thầy nói rồi, không có cách nào rèn luyện tốt bằng cái việc là các bạn tự làm bài tập về nhà. Rồi, làm câu hình thang, chốt câu này cho nó nghỉ nhá. Câu 17 này, cho hình chóp này có đấy hình thang vuông đúng không ạ? Ok, nào bây giờ mình vẽ nhá. Hình thang vuông ấy, khi để vẽ hình đẹp ấy, thì các bạn nhớ cái cách vẽ này. Đầu tiên, luôn vẽ cái gọi là cái đáy lớn ở trong cùng. Đó. Xong rồi, cái đáy này nó vẽ chéo chéo ra giống kiểu vẽ hình hình ảnh. Đó, chéo chéo một tí. Đừng chéo quá nhá. Đấy, xong rồi đáy nhỏ bên ngoài. Sao cho bằng một nửa đáy lớn. Xong rồi nối vào. Đó. Rồi. Chết rồi. Ở đây mình vẽ lùi xuống dưới, quên mất. Thì ở trên nó là không đủ chỗ. Thầy vẽ lại nhá. Hình thang vuông này. Đấy, nghiêng nghiêng một tí này. Nối vào này. Rồi. SA vuông mặt đáy đúng không? À, đây là A vuông góc này. Xong mình nối vào. Ok chưa? Rồi, SA vuông góc này mình ký hiệu ở đây nhé các bạn nhé. Rồi, bây giờ người ta cho là AB bằng BC bằng A đúng không? Vuông tại A với B luôn này. Đấy, vuông ở đâu luôn mình ký hiệu ở đây. 1 này với 1 này. Ở SA bằng căn 2 nhé. Mình cứ chấm ở đây thì đỡ viết nhiều, nó rối hình. Bây giờ tính góc giữa SC với SB với cả SAC. Đó, mình sẽ phân tích vấn đề ở đây. SB với SAC đâu ạ? SAC là mặt màu đen nhé. Đó. Rồi. SB đâu? SB là anh này. Rồi. Nào, giao điểm này. Giao điểm là S đúng không? Đó, thế thằng còn lại sẽ là đỉnh. Và câu hỏi mình phải đặt ra cho đầu là từ B. Tôi kể đường nào vuông góc. Thì rõ ràng là kiểu 1 rồi đúng không? Thầy ơi, cái record buổi hôm trước thầy để công chiếu em không xem được. Sao lại không xem được nhỉ? Công chiếu thì thầy vẫn lưu video lại mà. À, cái bài tổng hợp á. Cái bài mà hôm thầy tổng hợp giới hạn á. Từ từ thầy chữa xong nhé, xong rồi hỏi cơ. Xong rồi thầy sẽ giải thích sau. Rồi bây giờ từ B mình kẻ góc về đường nào đúng không? Thì phân tích là kiểu 1 đúng không? Bởi vì là cái mặt phẳng SAC màu đen mình chứa đường cao. Đấy, bây giờ mình kẻ một đường thôi. Thì cạnh đối diện của B ấy, đó, so với B với cả cái thằng SAC này thì nó là đường AC. Các bạn nhớ chưa? Nó là đường AC. Thế bật qua B tôi kẻ đường nào góc về AC đây. Thì các bạn để ý này. Với những bài nào ấy, thứ nhất là hình thang vuông. Đấy, mà cái hai cái cạnh vuông ấy nó bằng nhau, lại bằng một nửa của cái đáy to. Đúng chưa? Đây, đáy nhỏ này. Đấy, đáy nhỏ bằng với cả cái cạnh đường cao và bằng một nửa của đáy to. Thì rất là đơn giản nhé, bạn lấy trung điểm của AD. Không chưa? Lấy trung điểm AD. Gọi là Y đi. Chắc chắn rằng AIBC nó trở thành hình vuông. Đấy, chú ý thầy cái đoạn này. Chứng minh thì rất là đơn giản thôi. Thứ nhất này, bởi vì chúng ta có AI bằng một nửa AD, nghĩa là bằng BC chưa? Đấy, chúng ta có cặp AI với BC song song và bằng nhau. Thì cái thằng AICB là hình hình hành. Hình hình hành có hai góc vuông thì là hình chữ nhật. Nhưng mà hình chữ nhật lại có hai cái kề bằng nhau, nó trở thành hình vuông. Đấy, nhớ tính chất hình nhá. Cứ lấy trung điểm Y của cạnh đáy to thì nó vào sẽ có hình vuông.
Thì AC là đường chéo thứ nhất đúng không? Vậy thì muốn kẻ đường vuông góc với AC thì chỉ cần nối BI vào thôi, nó sẽ là đường chéo thứ hai. Hiểu chưa? Nó rất là dễ. Và sẽ vuông nhau ở đâu? Vuông với nhau ở đây, tôi gọi điểm O này. Hiểu chưa? Đấy. Vậy thì từ đây chúng ta sẽ kẻ đường BO. Ok chưa? Đấy, thì vuông ở đâu? BO vuông góc với AC tại O. Đấy, đúng không các bạn? Vẽ lại cho nó dễ nhìn hơn một chút. Đấy, O nhá. Đấy, thế thì ở đây chúng ta có góc cần xác định là BSO. BSO. Nối nó vào. Là góc này. Xong chưa? Rồi đi tính nhá. Rồi đi tính này. Cả lớp nhìn này. Đẩy luôn vào tam giác BSO đúng không? Đấy, bây giờ mình cần cái gì? Thì BSO chắc chắn là vuông tại O rồi. Đúng không ạ? Bởi vì là khi mình có cái thằng này thì chắc chắn là BO sẽ vuông góc với mặt phẳng SAC. Mà nó sẽ vuông góc với cả anh SO luôn. Đấy, bây giờ trong cái tam giác này mình biết cạnh nào? Thì mình chưa biết cạnh nào cả. Đúng không? BSO chưa biết cạnh nào cả. Bây giờ mình phải đi nhìn xem mình tính được cái gì. Thì thứ nhất chúng ta sẽ tính được SB thì được màu xanh này tính được ngay. Nếu các em để ý thì nhìn vào tam giác SAB. SAB vuông tại A đúng không ạ? Mà SA biết nhá. Mà cái thằng PA mình cũng biết rồi. Phải dùng lượng giác, dùng Pythagore. SB sẽ bằng căn bậc 2 của SA bình cộng với cả AB bình. Đó, SA là gì ạ? SA là gì? SA là cho bằng căn 2. Vậy bình phương lên là 2. AB là 1 đúng không? Bình phương đây là 1. Vậy thì thằng này bằng căn mấy? Căn 3. Đấy, xong chưa? Cái đường màu xanh biết nhá. Được các bạn ý không? Toàn bộ cái thông số bài này nó cho ở dưới đáy. Vậy thì chắc chắn là mình phải đi tính thằng BO. Tố nó màu xanh mà đi. Tính được như thế nào đây? Thì nhẩm rất là nhanh như sau này. BO là nằm là một nửa của BI. Mà BI là đường chéo của hình vuông đúng không? Thầy dạy các bạn rất nhiều rồi là hình vuông có cạnh là 1. Thì đường chéo nó là lấy cái cạnh đấy nhân căn 2. Vậy thì BI sẽ là căn 2 nhân với 1 là căn 2 luôn. Đó. Nó hỏi cả lớp là biết BO, biết SB. Cái quay lại tính góc có tính được không? Xong bài nhá. Đã quay lại cái tam giác này. Các bạn tính ý ở cuối cùng đi cho nó hợp lý. Nào. Đối trên huyền đúng không ạ? Đối trên huyền. Chúng ta có là sin alpha sẽ bằng BO trên SB. Thay vào. Căn 2 trên 2 chia cho căn 3. Kết quả là căn của 2 trên 2 căn 3. Đấy, sin đúng không? Các bạn chụp căn thức lên thì là căn 6 trên 6 chưa? Đúng không? Căn 6 trên 6. Nhân cả tử mẫu với căn 3. À, căn 6 trên 6 thì thực tế nó chính là gì đây? Chính là căn 1 trên căn 6 đấy. Nó đáp án gì đây các bạn? Đáp án A. Đó. Thì câu này cũng là một câu rất là điển hình nhá. Nhưng mà các bạn nhớ cái tính chất hình nhá. Đây này. Hình thang vuông có đáy lớn bằng một nửa đáy nhỏ và hai cạnh vuông này vuông lại bằng nhau thì đường cao các bạn cứ nối từ C đến trung điểm của cái đáy to ấy, thì luôn tạo thành hình vuông. Mà đặc biệt hơn nhé là AC luôn vuông với CD. Đây có thêm cái này này, chứng minh thì rất là dễ. Thế các bạn nhớ thầy tính chất đặc biệt này của cái bài kiểu như thế này. Nào bây giờ các bạn comment cho thầy nếu các bạn hiểu toàn bộ cái bài hôm nay dạy rồi thì các bạn comment thầy 17A phần cái trang nhá. Hằng bảo là cái gì nhỉ? Hôm trước thầy đi cốt buổi hôm trước thầy công chiếu em không xem được là bài nào nhỉ? Cụ thể có tên bài không em? Nói thế thì thầy lại không nhớ. Có. Nó có đúng không? Thậm chí đang giỏi trong lĩnh vực đó, người ta đi học của mình và người ta khen mình. Với mình đấy là một cái sự ghi nhận. Và mình trân trọng tất cả những cái lời khen như vậy. Ok chứ các bạn. Nào nếu mà hiểu rồi comment thầy Giang nhá. 17A nhá. Các bạn chữa mở đi. Đó, còn clear rồi thì comment để chúng ta trao nhau thôi. Đúng không? Hôm nay là bài sao thầy dạy buổi cuối cùng trong buổi tối hôm nay rồi. Đó. Xong rồi về các bạn làm nốt xong rồi là sẽ video cho thầy. Xong.